Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 160. Tô Bối Bối vẫn tiếp tục đi dạo một cách không có mục đích trên đảo. Người trên đảo cũng không ít, trên đường cái còn có người đang biểu diễn các loại hình nghệ thuật, nhìn rất có cảm giác mừng năm mới. Đang trong lúc đi dạo, một chiếc xe hoa từ phía đối diện đi đến. Người trên xe dưới xe đều mặc trang phục quái đản, hát bài hát nghe rất lạ, nhìn phương thức dường như muốn xuyên qua tất cả mọi người, sau đó hướng đến tòa thành trên đảo. Người bên trên xe hoa, trong tay đều mang một bầu rượu nhìn rất lạ, thỉnh thoảng sẽ rót một ly, sau đó đưa cho người bên đường. Không thể không nói, Tô Bối Bối thật sự quá đẹp, gần như là một kỳ quan trên đảo. Trên đường đi, không ngừng có nam nhân ngoại quốc tiến lên bắt chuyện, chỉ là sắc mặt của nàng không chút thay đổi mà từ chối. Này, người có thể nhìn đường một chút hay không? Lúc này, một nữ nhân ăn mặc khá thời thượng bỗng nhiên xông đến quát mắng Tô Bối Bối, người không có mắt đúng không? Tô Bối Bối cau mày, người đang nói chuyện với ta à? Đương nhiên là ngươi rồi. Nữ nhân ăn mặc thời thượng bất mãn đánh giá Tô Bối Bối, ánh mắt tràn ngập vẻ ghen ghét. Khi đi ngang qua Tô Bối Bối, một nam tử thoa thuốc màu khắp người, đầu đội vòng nguyệt quế ngồi đầu xe bỗng nhiên lấy xuống một ly rượu trên đỉnh đầu của mình, tự mình rót đầy ly, sau đó đưa cho Tô Bối Bối, còn nói một tràng ngôn ngữ nghe không hiểu. Xin lỗi, ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Tô Bối Bối cũng không nhận ly rượu, chỉ xin lỗi khoát tay. Người ta đang mời ngươi ly rượu, ngươi chỉ cần nhận lấy, sau đó uống hết là được. Bên cạnh có mấy người nói với Tô Bối Bối, đây là tập tục trên đảo, người mau uống đi. Tô Bối Bối lắc đầu, thật ngại quá, xưa nay ta không uống rượu người lạ đưa. Tại sao ngươi làm người không biết tốt xấu thế? Nữ nhân ăn mặc thời thượng bất mãn chừng mắt nhìn Tô Bối Bối, cho ngươi thì ngươi cứ uống. Chẳng lẽ bọn họ còn hại ngươi hay sao? Tâm phòng bị người khác không thể không có. Tô Bối Bối vẫn thản nhiên nói, huống chi nơi này là đất khách. Người có thể đảm bảo bọn họ tuyệt đối không có lòng xấu xa. Nữ nhân ăn mặc thời thượng khinh thường nhìn Tô Bối Bối, ta coi thường nhất là loại nhà quê như ngươi, tự cho mình có mấy phần tư sắc thì lúc nào cũng nghĩ rằng có người muốn mưu hại mình. Người ta đang tế tự trên đảo, nữ nhân nào mà không có, lại đi hạ thuốc ngươi, đúng là khó hiểu. Ồ, nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ngươi tự uống đi. Tô Bối Bối buồn cười nhìn đối phương. Nền giáo dục mà ta tiếp nhận chính là không tùy tiện ăn uống đồ của người xa lạ. Nữ nhân ăn mặc thời thượng mở to mắt nhìn Tô Bối Bối, sau đó quay sang nói một tràng ngôn ngữ khó hiểu với nam nhân đội vòng nguyệt quế, tiếp theo đoạt lấy ly rượu màu vàng, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù nam nhân đội vòng nguyệt quế có chút bất mãn nhưng cũng không nói câu nào, lấy ra một vòng hoa đeo lên cổ nữ nhân ăn mặc thời thượng, sau đó cao giọng ra lệnh, xe hoa tiếp tục tiến lên phía trước. Thấy chưa, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nữ nhân ăn mặc thời thượng đắc ý hất cằm với Tô Bối Bối, vòng hoa này gọi là vòng hoa nữ thần, ai đeo nó, đại diện người đó là nữ thần xinh đẹp nhất trên đảo. Tô Bối Bối khinh thường nói, vậy ta xin chúc mừng ngươi. Ta chẳng thể hiểu nổi ngươi đến từ nước không nhỏ nhưng kiến thức lại quá nhỏ. Nữ nhân ăn mặc thời thượng không ngừng chào phúng Tô Bối Bối, lúc nào cũng cảm thấy người khác muốn hại mình. Thật sự buồn cười. Ra nước ngoài rồi, các ngươi cũng nên mở mang đầu óc một chút. Nơi này không có người xấu đều ở trong nước hết. Ngươi thật sự nghĩ như vậy hay là cố ý nói như vậy? Tô Bối Bối nghe xong, chỉ cảm thấy đầu óc nữ nhân này có vấn đề, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngươi có cần phải âm dương quái khí đến như vậy không? Nữ nhân ăn mặc thời thượng cười lạnh một tiếng. Một lần nữa giễu cợt, nghe giọng điệu này của ngươi, ta đã biết ngươi nhất định là loại người ngu xuẩn luôn tự cho là đúng trong nước. Từ nhỏ ta đã xuất ngoại, chưa từng gặp người nào xấu, vẫn bình an sống đến ngày nay, ngược lại còn học được rất nhiều thứ, hưởng thụ rất nhiều niềm vui thú. Điều này, các ngươi ở trong nước vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được. Ngươi thích người nước ngoài như vậy, ngươi cứ theo đuổi người nước ngoài của ngươi đi, không cần thiết phải phát ngôn bừa bãi ở đây. Tô Bối Bối lạnh giọng nói. Nữ nhân ăn mặc thời thượng cười ha hả, chỉ vào Tô Bối Bối, ngươi nhìn đi, ngươi một chút hàm dưỡng cũng không có. Ngớ ngẩn, Tô Bối Bối lười nói nhảm với nữ nhân này, sau đó quay người định rời đi. Lúc này, mấy người áo đen từ phía đối diện đi tới,
đến trước mặt Tô Bối Bối và nữ nhân ăn mặc thời thượng. Xin hỏi, vị nào là người đã uống rượu chúc phúc và nhận vòng hoa nữ thần? Một người áo đen cung kính nói. Nữ nhân ăn mặc thời thượng lập tức giơ tay, là ta, các ngươi không nhìn thấy vòng hoa đang đeo trên cổ ta sao? Mấy người áo đen do dự nhìn Tô Bối Bối và nữ nhân ăn mặc thời thượng, bởi vì xét về tư sắc, hiển nhiên Tô Bối Bối xinh đẹp hơn, nhưng nhiệm vụ cấp trên giao xuống chính là bắt nữ nhân có đeo vòng hoa đi. Các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Nữ nhân ăn mặc thời thượng bất mãn nói, điều này có gì mà phải do dự chứ? Người các ngươi muốn tìm chính là ta. Được, vậy mời ngươi đi theo chúng ta sẽ sắp xếp ngươi tham gia bữa tiệc tối tại tòa thành tối mai. Người áo đen dẫn đầu nhanh chóng đưa ra quyết định, nói với nữ nhân ăn mặc thời thượng. Nữ nhân ăn mặc thời thượng lập tức kích động không thôi, nhảy dựng lên, a, vận khí của lão nương đúng là tốt, rốt cuộc cũng có cơ hội diện kiến bá tước đại nhân. Ta nhất định phải ăn mặc đẹp một chút, nếu có thể làm một phát với bá tước đại nhân, vậy thì sướng rồi. Tô Bối Bối có chút khinh thường nhìn nữ nhân ăn mặc thời thượng, sau đó im lặng rời đi. Nàng lười quản mấy chuyện vô bổ như thế này. Vị tiểu thư này, người khoan hãng đi. Đầu lĩnh người áo đen bỗng nhận được một chỉ thị, lập tức đưa tay ngăn cản Tô Bối Bối. Sau đó cung kính nói, ông chủ của chúng ta rất muốn gặp ngươi, mong ngươi nể mặt. Tô Bối Bối thuận miệng hỏi, ông chủ các ngươi là ai? Ta biết không? Có khả năng là biết. Đầu lĩnh áo đen thản nhiên đáp, hơn nữa, điều này đối với ngươi còn trăm lợi mà không có một hại. Tô Bối Bối cười nhạt, thế ta không muốn biết thì sao? Này, các ngươi làm gì thế? Nữ nhân ăn mặc thời thượng thấy đầu lĩnh áo đen không để ý đến nàng ta, lập tức có chút không vui, các ngươi nói mấy lời vô dụng với nàng ta làm gì? Ta mới là người đeo vòng hoa nữ thần, các ngươi còn không mau lấy lòng ta, lại đi lãng phí thời gian với một nữ nhân xấu xí. Đầu lĩnh áo đen đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ sau lưng. Hai tên thuộc hạ lập tức đưa nữ nhân ăn mặc thời thượng rời đi. Mời ngươi nể mặt một chút. Đầu lĩnh áo đen yên lặng nhìn Tô Bối Bối, ông chủ của chúng ta thật lòng muốn làm quen với ngươi, ngươi đừng để chúng ta phải khó xử. Tô Bối Bối mỉm cười nhìn đám người áo đen, nếu ta không có nhìn lầm, trong khoảng thời gian này, các ngươi đã lừa không ít thiếu nữ trên đường cái. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Có khả năng ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi? Đầu lĩnh áo đen lắc đầu nói, chúng ta chưa từng lừa bất cứ người nào, chỉ là mời. Cũng giống như bây giờ. Tô Bối Bối khinh thường nói, ta đã từ chối thẳng thừng nhưng các ngươi vẫn không chịu buông tha, cái này mà gọi là mời. Đầu lĩnh áo đen có chút không kiên nhẫn, lập tức lộ cây súng bên trong áo khoác, tiểu thư, mời ngươi đi theo chúng ta, đừng lãng phí thời gian nữa. Ban đầu, Tô Bối Bối chỉ nghĩ đến việc một cước đạp bay người này nhưng rất nhanh nàng đã thay đổi chủ ý. Nàng ngược lại muốn xem ông chủ đứng đằng sau những người này là ai, muốn chơi trò gì với nàng. Được, ta đi với các ngươi một chuyến. Tô Bối Bối thản nhiên nói, người dẫn đường đi. Gã đầu lĩnh áo đen mỉm cười hài lòng, giữ chặt áo ngoài, khôi phục lại thái độ cung kính, tiểu thư, mời sang bên này. Một lát sau, Tô Bối Bối đã được người áo đen dẫn đến một biệt thự khá vắng vẻ. Biệt thự nằm trên một vịnh biển, phong cảnh không tệ, vị trí cũng khá riêng tư. Ông chủ, người đã được dẫn đến. Đầu lĩnh áo đen đưa Tô Bối Bối đến phòng khách xong, lập tức cao giọng báo cáo. Hừ, đúng là phế vật, ta bảo các ngươi bắt người, các ngươi cũng có thể bắt sai được. Trên lầu vang lên tiếng gầm phẫn nộ của một người đàn ông trung niên. Loại hàng nát như thế cũng xứng đeo vòng hoa nữ thần. Bá tước các ngươi thích kỹ nữ giống các ngươi sao? Vừa dứt lời, một bóng người từ cầu thang lăn xuống, vô lực ngã xuống phòng khách. Tô Bối Bối nhìn người lăn xuống, là nữ nhân ăn mặc thời thượng vừa rồi. À, người này mới đúng đây. Nam nhân trung niên chậm rãi bước xuống lầu. Khi nhìn thấy Tô Bối Bối, ánh mắt ông ta sáng lên, vị tiểu thư xinh đẹp này. Có phải ngươi rất vui khi quen biết ta đúng không? Đương nhiên, ta cũng rất hân hạnh khi quen biết ngươi. Tô Bối Bối khoanh tay nói, quên đi, nhìn thấy loại người cặn bã như ngươi, ta cao hứng không nổi. Ngươi rất có cá tính, rất tốt. Nam nhân trung niên miệng ngậm điếu thuốc, chậm rãi ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng khách, nói với Tô Bối Bối, mời ngồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, có thể chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau, thuận tiện gia tăng tình cảm. Quên đi,
Tô Bối Bối nói, sở dĩ ta đến đây chỉ vì muốn biết rốt cuộc ngươi là ai, có mục đích gì. Ta chẳng có hứng thú gia tăng tình cảm với ngươi gì cả. Cũng đúng, ta nên tự giới thiệu trước. Nam nhân trung niên cười nói, ta tên Augustus, là con trai của bá tước Cuồng Hoan, cũng là người thừa kế duy nhất, đồng thời còn là ông chủ của tổ chức sát thủ Vạn Xà, ông trùm của một tập đoàn buôn bán nội tạng, là... Tô Bối Bối chán ghét nói, dường như ngươi rất kiêu ngạo với những danh hiệu này của mình. Đương nhiên, đó đều là tài sản của ta. Nam nhân trung niên nhún vai, sau đó mỉm cười, đương nhiên, ta cảm thấy tự hào nhất chính là Hoàng Kim Thánh Điện của ta. Ở đó tập trung mỹ nữ đẹp nhất trên khắp thế giới, là hậu cung của ta và phụ thân của ta. Nhân dịp mừng năm mới lần này, ta muốn thay đổi một nhóm khác. Mặc dù nữ nhân trước mắt cũng xem như xinh đẹp nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một viên minh châu chói mắt nhất, mà ngươi chính là nhân tuyển mà ta vừa ý nhất hiện nay. Tô Bối Bối thản nhiên hỏi, ngươi làm những chuyện này có nghĩ đến hậu quả hay không? Hậu quả, hậu quả gì? Nam nhân trung niên cười ha hả, kiêu ngạo nói, nơi này chính là Thái Bình Dương, cha của ta là quốc vương trên đảo, ai dám phản kháng chúng ta? Ai có thể phản kháng chúng ta? Tiểu thư xinh đẹp ơi, hậu quả duy nhất mà ngươi có thể tạo thành cho ta chính là sinh cho ta hoặc phụ thân của ta một đứa, phốc. Lời còn chưa nói hết, miệng của nam nhân trung niên bỗng nhiên nổ tung. Ngươi không được bất lịch sự đối với nữ sĩ như thế, nhất là nữ sĩ xinh đẹp như vậy. Một nam nhân ngoại quốc tóc vàng bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách, biểu hiện bất mãn nhìn người tự xưng là con trai của bá tước Cuồng Hoan, Augustus. Ngươi là ai? Tô Bối Bối nhìn người đến, biểu hiện cũng không có gì thay đổi quá lớn, chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Xin chào, Tô Tiểu Thư, ta là, nam nhân tóc vàng đang định lên tiếng tự giới thiệu, Augustus miệng đầy máu đã bỏ dậy, hung tợn nhìn hắn ta, ngươi dám ra tay với ta, ngươi điên rồi. Nam nhân tóc vàng tuyệt không kinh hoàng, chỉ thản nhiên cười nói, ta chỉ đang dạy ngươi cách ở chung với mỹ nữ mà thôi. Ngươi tính là cái gì mà cũng xứng nói chuyện với ta như thế? Ta là người thừa kế duy nhất của bá tước, chủ nhân tương lai của đảo Cuồng Hoan. Augustus nổi giận nói, đáng tiếc, ông ta cũng không làm ra hành động nào mang tính thực tế, thậm chí đám thuộc hạ nhìn thấy ông ta bị người ta đánh cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Bối Bối rất nhanh hiểu được thân phận nam nhân tóc vàng khẳng định không tầm thường, xét theo một mức độ nào đó thậm chí còn cao hơn con trai bá tước. Nhưng người trước mắt còn chưa phải. Nam nhân tóc vàng lạnh lùng nói, sau đó khoát tay ra lệnh, mau đưa bá tước tương lai vĩ đại của chúng ta vào nghỉ ngơi. Kế tiếp hắn ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Đến lúc đó cũng không thể không có tinh thần được. Vâng, mấy người áo đen lập tức mang Augustus miệng đầy máu rời đi, một chút cũng không quan tâm ông ta kháng nghị và phẫn nộ. Tô Bối Bối thản nhiên nói, xem ra người đầu tư một hạng mục khá tốt. Lợi ích tương lai không thể đo lường. Đây chẳng tính là gì cả. Nam nhân tóc vàng chậm rãi ngồi xuống, sau đó làm ra tư thế mời với Tô Bối Bối, Tô Tiểu Thư, mời ngồi. Tô Bối Bối cũng không cảm thấy sợ hãi, vô cùng tự nhiên ngồi xuống. Thật ra, ta ngưỡng mộ Tô Tiểu Thư từ lâu. Nam nhân tóc vàng ngoắc người hầu, lấy một chai rượu đỏ và ly rượu, tự mình rót cho Tô Bối Bối một ly, ta đã muốn tìm thời gian trò chuyện với Tô Tiểu Thư. Chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp. Hôm nay cũng không tính là thời cơ thích hợp nhưng nếu đã gặp, vừa lúc có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này của ta. Được rồi, có lời gì thì đi thẳng vào vấn đề đi. Tô Bối Bối cũng không nhận ly rượu đỏ của đối phương, cũng lười nghe mấy lời khách sáo, người cứ nói thẳng mình muốn làm gì. Ta thật sự chán nghe mấy lời nói nhảm không có dinh dưỡng này rồi. Nam nhân tóc vàng đặt ly rượu đỏ sang một bên. Cười nói, Tô Tiểu Thư đúng là sảng khoái, vậy thì ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Ngươi đã quanh co lòng vòng đến mấy lần rồi. Đôi mắt Tô Bối Bối sáng lên ánh sáng sắc lạnh, từ lúc ta gặp cái tên họ Uất kia xong, các ngươi vẫn luôn đi theo ta. Nam nhân tóc vàng kinh ngạc, lập tức lắc đầu, Tô Tiểu Thư hiểu lầm rồi, chúng ta đích thật có hứng thú với ngươi, nhưng tuyệt đối không phải bọn lưu manh ngoài đường kia, mà là kỵ sĩ cao quý ưu nhã. Người đang rát vàng lên mặt mình, lại còn cứ quanh co lòng vòng mãi. Tô Bối Bối hơi mất kiên nhẫn, trong vòng ba câu, nếu ngươi còn không nói ra tin tức hữu dụng, vậy thứ cho ta không thể phụng bồi. Tô Tiểu Thư cần chi phải vội vàng như thế? Nam nhân tóc vàng thở dài,
có chút thất vọng nói, mọi người còn nhiều thời gian, có thể chậm rãi trò chuyện. Tô Bối Bối thản nhiên đáp lại, ta là người rất rộng lượng, lần này tính ngươi một câu. Nếu ngươi còn không nói đến điểm mấu chốt, vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa. Nụ cười trên mặt nam nhân tóc vàng dần dần thu lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, một lát sau mới nói, mục tiêu của chúng ta chính là Hạ Thiên. Cái này mới đúng nè, Tô Bối Bối đại khái cũng đoán được, nói tiếp đi, vì sao các ngươi coi trọng Hạ Thiên? Các ngươi muốn ta làm gì chứ? Ngươi không cảm thấy tức giận sao? Nam nhân tóc vàng ngoài ý muốn nhìn Tô Bối Bối, theo ta được biết, Hạ Thiên là nam nhân của ngươi, tình cảm của các ngươi hẳn cũng không tệ lắm. Tô Bối Bối bất mãn nói với đối phương, bây giờ ta đang hỏi ngươi đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô tiểu thư, ngươi dường như tính sai lập trường rồi. Nam nhân tóc vàng bất mãn nói, nơi này là địa bàn của ta, tất cả biệt thự gần đây cũng đều là của ta. Ta biết ngươi có chút bản lãnh nhưng thuộc hạ của ta cũng không phải ăn cơm khô. Bọn họ đều đã được tiêm huyết thanh siêu cấp, mỗi một người đều đau thương bất nhập, là chiến sĩ sinh hóa lấy một địch vạn. Vậy thì thế nào? Tô Bối Bối khinh thường nói, ta cảm thấy ngươi tính sai lập trường rồi. Ngươi có nhiều chiến sĩ siêu cấp hơn nữa thì liên quan gì đến ta? Nam nhân tóc vàng cảm thấy không thể câu thông, liền ho nhẹ hai tiếng, đổi sang chuyện khác, nói như vậy, y thuật của Hạ Thiên là thứ chúng ta cần. Nhưng hắn là người không dễ khống chế, cho nên chúng ta cần ngươi hỗ trợ để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tô Bối Bối nhìn nam nhân tóc vàng, lắc đầu nói, tại sao những nhân vật phản diện như các ngươi lại luôn muốn làm những chuyện như thế này? Nếu thật sự có khả năng như thế, Hạ Thiên đã sớm bị người ta khống chế, còn đến phiên các ngươi sao? Ta cảm thấy rất có thể. Nam nhân tóc vàng xác định, dù sao chỉ cần Hạ Thiên là người, không phải thần là được. Cho dù hắn thật sự là thần, ta cũng có cách khiến cho hắn nghe lệnh của ta. Tô Bối Bối cười nói, nếu ngươi có bản lãnh này, ngươi cứ làm gì, còn cần ta phối hợp chi nữa? Cần ngươi phối hợp đưa viên thuốc này cho hắn. Nam nhân tóc vàng móc một cái hộp trong suốt lớn chừng bàn tay, bên trong là một viên thuốc con nhộng màu vàng, chỉ cần hắn ngoan ngoãn uống hết, cho dù hắn là thần tiên, cũng khó mà thoát khỏi tay của ta. Ngươi thật sự có đầu óc không vậy? Tô Bối Bối nhìn cũng không thèm nhìn viên thuốc, có chút không nói nên lời, nếu các ngươi đã từng điều tra qua Hạ Thiên, hẳn các ngươi cũng phải biết hắn là thần y hàng thật giá thật chứ không phải mấy loại thần côn lừa đảo. Khởi tử hoàn sinh đối với hắn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bị loại thuốc này của ngươi khống chế. Tô tiểu thư, Hoa Hạ các ngươi có một câu nói, gọi là người biết bơi rồi cũng sẽ chết trong nước. Nam nhân tóc vàng vẫn tự tin nói. Tô Bối Bối cau mày nói, cái này gọi là thiện du giả nịch, người giỏi bơi lội dễ bị chết đuối. Một câu thành ngữ thật hay lại bị các ngươi dịch sai, khiến cho nó trở nên thông tục không có dinh dưỡng. Điều này không quan trọng, nam nhân tóc vàng khoát tay, cười nói, chính vì hắn tự phụ với y thuật của mình như vậy, cho nên hắn sẽ bị y thuật khống chế, đây chính là chân lý sáng cổ bất biến. Thật ngại quá, là tuyên cổ bất biến, Tô Bối Bối một lần nữa cải chính. Nam nhân tóc vàng hai lần bị Tô Bối Bối chỉnh thẳng vào mặt, nhiều ít cũng có cảm giác mất mặt, mấy thứ này không quan trọng. Ngươi chỉ cần làm theo lời của ta, đưa viên thuốc này cho Hạ Thiên uống là được. Ha ha, dựa vào cái gì? Tô Bối Bối trào phúng, tại sao ta lại phải làm chuyện này? Hoặc có thể nói, làm như thế có chỗ gì tốt đối với ta? Tô tiểu thư, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nam nhân tóc vàng thở dài, sau đó vỗ tay một cái, tivi trong phòng khách sáng lên, vậy để ta cho ngươi xem một thứ tốt hơn. Trên màn hình hiện lên bốn hình ảnh. Góc trái trên cùng là một nhà kho, bên trong giam giữ không ít nữ nhân đang hoảng sợ. Trong đó có mấy người Tô Bối Bối quen thuộc. Góc trên cùng bên phải là một nhà giam, bên trong giam giữ những con quái vật không thể diễn tả đang gầm giống, dữ tợn, kinh khủng dị thường. Góc phải bên dưới là một tấm bình phong trống không, cái gì cũng không có, góc dưới bên trái chỉ có một cái ghế, một nam nhân hơi mập đang ngồi, rõ ràng là Tô Tiểu Sán. Ngươi có ý gì? Tô Bối Bối lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân tóc vàng. Nam nhân tóc vàng chậm rãi đứng lên, bước đến trước màn hình, chỉ vào những nữ nhân góc trái trên cùng, đây đều là những mỹ nữ mà ta thu thập được, dự định cống cho bá tước cuồng hoan,
nhận được đồ vật quan trọng từ chỗ của ông ta. Nói xong, hắn ta lại chỉ vào góc phải trên cùng của nhà giam, nơi này đều là quái thú đã được tiêm huyết thanh siêu cấp nhưng bị thất bại, lực sát thương cực mạnh, gặp người là giết, không hề có nhân tính. Tô Tiểu Sán không phải là anh trai của ngươi sao? Ngón tay nam nhân tóc vàng xẹt qua Tô Tiểu Sán, chỉ vào màn hình trống không, ở đây, nếu ngươi không phối hợp, đó chính là chỗ của ngươi. Nơi này cũng chẳng có gì tốt, nhất là đối với một mỹ nữ. Chậc chậc, sau khi đến đó rồi, hậu quả khó mà lường được. Tô Bối Bối hơi lo lắng cho an nguy của Tô Tiểu Sán, nhưng bảo nàng đồng ý điều kiện của người này, điều đó tuyệt đối không thể nào. Tô Tiểu Thư, ta đã đủ khách sáo với ngươi rồi. Nam nhân tóc vàng ngẩng đầu lên, thật ra nữ nhân của Hạ Thiên nhiều như vậy, không phải không có ngươi thì không được, nhưng ta cảm thấy ngươi là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên ta mới phí nhiều tâm tư như thế, hy vọng ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Không cần suy nghĩ, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi thôi. Tô Bối Bối thản nhiên nói. Nam nhân tóc vàng mỉm cười đắc ý, Tô Tiểu Thư, tốt nhất ngươi đừng hành động theo cảm tính. Bởi vì làm như thế chẳng những không làm nên chuyện gì, sẽ còn hại chết thân nhân, bạn bè và... Nói đến đây, hắn ta đột nhiên im bặt. Tại sao không nói tiếp đi? Tô Bối Bối cười lạnh. Nam nhân tóc vàng há hốc mồm, nhưng không hề phát ra được một chút âm thanh nào, ánh mắt dần hiện lên sự hoảng sợ. Bối nha đầu, đối với cái loại ngu ngốc này, nàng cần chi phải phí sức lực như thế? Quả nhiên! Hạ Thiên không một chút dấu hiệu xuất hiện trong phòng khách, hời hợt nói, đám ngu ngốc này đã sớm bị ám ảnh đoàn úp sấp, nhưng hắn ta cái gì cũng không biết. Không, không thể nào. Nam nhân tóc vàng thì thào, ngươi, ngươi. Có phải cảm thấy rất ngoài ý muốn đúng không? Tô Bối Bối khó chịu nói, ngươi cảm thấy ngươi bày mưu nghĩ kế thì sẽ thành công à? Khóe miệng nam nhân tóc vàng lệch sang một bên, nước bọt không ngừng chảy ra, run giọng nói, ngươi. Anh của ngươi, chết. Ngươi chết, Tô Tiểu Sán cũng chẳng có chuyện gì. Hạ Thiên lười biếng nói, các ngươi bắt người ta lâu như vậy, chẳng lẽ không kiểm tra hàng sao? Nam nhân tóc vàng mở to mắt, lại càng kinh ngạc nhiều hơn. Lúc này, góc dưới bên trái màn hình, một bóng người chậm rãi bước vào trong tầm mắt, sau đó nổ súng bắn chết Tô Tiểu Sán, tiếp theo kéo tấm da mặt xuống, lộ ra một gương mặt khác với mặt của Tô Tiểu Sán. Là một thuộc hạ của nam nhân tóc vàng. Rất nhanh, những nữ nhân bị giam giữ đã được giải cứu. Những người được gọi là chiến sĩ siêu cấp đã bị ám ảnh đoàn tiêu diệt sạch. Không thể nào, nam nhân tóc vàng bỗng dưng gào lên, đây không phải là sự thật. Tất cả kế hoạch đều chu đáo, chặt chẽ vô cùng, tuyệt không có khả năng bị tiết lộ. Hạ Thiên nhếch miệng, kế hoạch rách nát này của các ngươi còn nói là chu đáo, chặt chẽ. Nó đã sớm sơ hở nhiều như một cái sàng. Mọi chuyện đều được thương nghị trên đảo Cuồng Hoan, làm sao có thể bị tiết lộ ra ngoài. Nam nhân tóc vàng vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật, chẳng lẽ trong chúng ta có nội ứng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi còn chưa ngốc đến mức không có thuốc chữa, nhưng đoán ra thì cũng chẳng có tác dụng gì. Không bao lâu sau, trong phòng khách xuất hiện thêm nhiều người. Đám người đã bí mật mưu đồ với nam nhân tóc vàng đối phó Hạ Thiên cũng đã bị ám ảnh đoàn bắt đến. Người cũng đã đến đông đủ. Isabella phủi tay nói với Hạ Thiên, chồng, việc này ta làm rất nhanh đấy. Vợ sát thủ, thật ra nàng không cần phải mang bọn họ đến. Hạ Thiên ung dung nói, nàng cứ trực tiếp xử lý bọn họ là được. Nói như chàng, niềm vui thú giảm bớt hơn phân nửa rồi. Isabella mỉm cười. Dựa vào lòng Hạ Thiên, ta có những 3 ngày nghỉ, làm gì cũng phải chơi cho tận hứng chứ. Tô Bối Bối nhếch miệng, các người chơi đủ tận hứng rồi đấy. Tô Tổng, bây giờ không phải là lúc để ăn dấm. Isabella buồn cười nhìn Tô Bối Bối, chúng ta nên xem thật kỹ vở kịch này đi. Hạ Thiên có chút không hiểu, vợ sát thủ, nàng muốn biết điều gì, ta đâm một châm, cam đoan bọn họ ngay cả chuyện xấu tổ tông 18 đời làm gì cũng sẽ nói ra hết. Như vậy thì đâu còn gì thú vị. Isabella khoát tay từ chối đề nghị của Hạ Thiên, thời gian còn sớm, nếu nhanh như vậy mà đã chơi xong, chẳng phải chúng ta chỉ có thể đi tham gia cái vụ so tài dở hơi kia sao? Hạ Thiên cười nói, nhưng vụ tranh tài đó thú vị thật mà. Vậy ngươi đi tham gia đi. Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên, thuận tiện lấy luôn giải nhất,
sau đó chúng ta đến tham gia bữa tiệc tối với bá tước cuồng hoan. Nghe xong, Hạ Thiên lập tức không còn hứng thú, khoát tay nói, ta không có hứng thú ăn cơm với đàn ông, chỉ bằng vận động nhiều hơn với vợ sát thủ vào buổi tối thì hơn. Phi, lưu manh, Tô Bối Bối không nhịn được mắng một câu. Được rồi, mọi người đừng đấu võ mồm nữa, chúng ta xem kịch đi. Isabella cười nói. Trong phòng, mọi người ngồi xuống, hai mặt nhìn nhau, không ai biết rốt cuộc tình huống như thế nào nữa. Đã đến nước này rồi, các người còn không thẳng thắn trao đổi một chút sao? Isabella mỉm cười nhìn tất cả, âm mưu quỷ kế của các người không thể thực hiện được đâu. Nhưng nếu các người khai ra một số tin tức thú vị, ta nghĩ cũng có thể đổi lại một mạng cho các ngươi. Ai khai trước, người đó nhận được tự do trước, ta cho các người nửa tiếng để cân nhắc. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã bán đứng ta. Ánh mắt nam nhân tóc vàng oán độc nhìn đám người hợp tác trước mặt, chỉ cần người đó chủ động thừa nhận, ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Chiêm Mộ Tư đến từ Trường Sinh Thánh Điện đã sớm phát sinh xung đột với Hạ Thiên và nữ nhân của hắn mấy lần. Hiện tại, hắn ta đang quản lý thất thánh đồ, vốn cũng là do bọn họ khiêu khích ám ảnh đoàn trước, cho nên mới có kế hoạch lần này, hẳn sẽ không làm ra mấy chuyện như thế. Bởi vì lấy lòng Hạ Thiên đối với hắn ta mà nói cũng chẳng có chỗ gì tốt. Nữ nhân tóc dài tên Bạch Mộ Lan, là sát thủ của tổ chức Bạch Nguyệt Quang. Trước đó, nàng ta đã từng phái người đến ám sát Hạ Thiên trên du thuyền, hẳn cũng không đến mức bỗng nhiên hóa thù thành bạn với Hạ Thiên. Võ sĩ Đông Doanh Đằng Dã Gia càng không cần phải nói. Trong gia tộc của hắn ta đã có hai người chết trong tay Hạ Thiên, đối với Hạ Thiên có thể nói là huyết hải thâm cừu, tại sao có chuyện bỗng nhiên tìm cừu nhân để nương tựa. Điều này nói không thông được. Cuối cùng chỉ còn lại nam nhân tóc đỏ. Chỉ có hắn ta là có lai lịch không được minh xác, chỉ biết hắn ta là một sát thủ nổi tiếng bạo lực, tự xưng có thù không đội trời chung với Hạ Thiên, nhưng cụ thể là mối thù gì thì không ai biết. Rất khả nghi. Bây giờ mọi người cũng là tù nhân của người khác, đừng nói cái gì là chuyện cũ bỏ qua. Bạch Mộ Lan bất mãn nói, tại sao ngươi không suy nghĩ làm cách nào để thoát khốn đi? Dù sao ta cũng không muốn chết. Võ sĩ Đông Doanh bỗng nhiên đặt hai tay bên hông, sau đó giật mình, đao bên hông đã sớm bị người ta lấy đi, không khỏi tức giận nói, xem ra chính là ngươi đã bán đứng chúng ta, sau đó đổi lấy con đường sống. Nếu ta bán đứng các ngươi, ta còn cần đến đây lãng phí thời gian với các ngươi sao? Bạch Mộ Lan liếc mắt, khinh thường nói, ngươi hãy sử dụng cái não vốn không lớn của ngươi mà suy nghĩ lại đi. Nam nhân tóc đỏ ngược lại cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cảm thán nói, nữ nhân của Hạ Thiên quả nhiên đều rất lợi hại. Khi ta và Isabella giao thủ, thậm chí ngay cả một chiêu của nàng ta cũng không đỡ nổi, đúng là đáng sợ. Ta đã sớm nói với các ngươi rồi. Chiêm Mộ Tư gạt những suy nghĩ của mình sang một bên, có chút hối hận nói, sớm biết như thế, ta đã không lẫn vào những chuyện này, đúng là chết tiệt. Sự việc vốn do thất thánh đồ các ngươi gây ra, bây giờ ngươi muốn phủi sạch sẽ. Bạch Mộ Lan lạnh lùng nhìn Chiêm Mộ Tư, ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Chiêm Mộ Tư nói, cũng đúng, mọi người đều bị giam giữ, còn cần thảo luận mấy thứ này làm gì, có ý nghĩa gì đâu chứ? Không được, võ sĩ Đông Doanh đứng bật dậy, thua thì được nhưng không thể thua một cách không rõ ràng như thế. Trong chúng ta nhất định có phản đồ, không tìm ra được, ta tuyệt không bỏ qua. Nam nhân tóc đỏ nhẹ gật đầu, không sai, ta bình sinh hận nhất là phản đồ, chúng ta nhất định phải tìm ra. Cho dù bị Hạ Thiên tra tấn như thế nào, ta nhất định cũng phải giết chết tên phản đồ đó. Nói nhiều như thế, các ngươi vẫn không ai chịu thừa nhận. Nam nhân tóc vàng hừ lạnh, khinh bỉ nói, hay là các ngươi đều bán đứng ta, sau đó diễn kịch với ta ở đây. Bạch Mộ Lan thản nhiên nói, dù sao cũng không phải ta. Được rồi, ngả bài đi, ta là phản đồ đấy. Chiêm Mộ Tư im lặng một lát, sau đó nói, các vị đã hài lòng chưa? Là ngươi sao? Ánh mắt nam nhân tóc vàng lạnh lại, nhìn Chiêm Mộ Tư, vì sao? Là kẻ phản bội thôi mà. Có cần chi vì cái gì chứ? Chiêm Mộ Tư hờ hững nói, đương nhiên là vì vinh hoa phú quý, kim phiếu thật to, người nói có đúng không? Võ sĩ Đông Doanh ngẩn ra, quay đầu trừng mắt với Chiêm Mộ Tư, người hỏi ta làm gì? Ta không phải kẻ phản bội. Được, nam nhân tóc vàng nhìn Chiêm Mộ Tư một hồi, sau đó nói, Hạ Thiên, Isabella,
chỉ cần các ngươi đồng ý một điều kiện với ta, ta có thể nói cho các ngươi biết một số tin tức tuyệt mật. Isabella cũng không dễ dàng tin tưởng nam nhân tóc vàng như thế, có tin tức tuyệt mật gì, ngươi nói nghe thử một chút đi. Đây là tin tức tuyệt mật, ngươi nhất định muốn ta nói ra trước mặt mọi người. Nam nhân tóc vàng tức giận quát, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi đang nắm vững thắng lợi. Ta còn chưa thua đâu. Augustus tiên sinh, ngươi còn chưa biết được rõ ràng lập trường của mình sao? Isabella cảm thán nói, ngươi đã thua, còn thua một cách triệt để. Bây giờ, ngươi ngoại trừ nói ra hết những tin tức mà ngươi biết về cha của ngươi, bá tước cuồng hoan, thật ra ngươi đã không còn đường để đi. Nam nhân tóc vàng giật mình, lạnh lùng nói, ta không phải là Augustus, ta chỉ là một thương nhân, là người dắt mối cho cha con bá tước cuồng hoan và đám nhà giàu mà thôi. Ngươi đừng giả bộ nữa, nội tình của ngươi đã bị lộ ra ngoài rồi. Isabella thản nhiên nói, ngươi cho rằng đám người mà ngươi hợp tác không biết ngươi là ai sao? Hàng giả mà ngươi đẩy ra đã sớm bị lộ rồi. Hừ, các ngươi cũng quá tự cho là đúng đấy. Ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Đúng là buồn cười, nam nhân tóc vàng bỗng dưng đứng dậy, tháo một hạt nút trên ống tay áo nhẹ nhàng bắn ra, một luồng ánh sáng màu trắng phóng ra ngoài. Giữa luồng ánh sáng trắng, bóng người chớp động. Bành! A! À. Trong phòng lập tức phát ra không ít âm thanh kỳ quái. Có người kêu sợ hãi, có người kêu rên, có người im lặng không nói. Chỉ sau 3 giây ngắn ngủi, ánh sáng tan hết, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Nam nhân tóc vàng bị Hạ Thiên giẫm một cước lên mặt. Những người khác không chút động đậy. Chiêm Mộ Tư đúng là người phản bội, một đao giải quyết võ sĩ Đông Doanh. Bạch Mộ Lan thì ra tay chế phục nam nhân tóc đỏ. Các ngươi thật sự là kẻ phản bội sao? Nam nhân tóc vàng kinh ngạc nhìn Chiêm Mộ Tư và Bạch Mộ Lan, không phải các ngươi đã nói sẽ dụ Hạ Thiên và người của ám ảnh đoàn đến đây, sau đó một mẻ. Chiêm Mộ Tư mỉm cười nói, đây chính là tương kế tựu kế trong binh pháp Tôn Tử. Ta và Hạ Thiên là người quen cũ, hắn đã từng cứu mạng của ta. Hắn có bản lãnh như thế nào ta hiểu rất rõ. Cha con các ngươi cho rằng hắn không có bản lãnh sao? Ngươi nói đi vì sao ta lại phải giúp ngươi chứ? Vậy còn ngươi, nam nhân tóc vàng không hiểu nhìn Bạch Mộ Lan, con gái của ngươi chết trong tay Hạ Thiên đấy. Cái này để ta nói. Isabella mỉm cười giải thích, thật ra, Bạch Nguyệt Quang là tổ chức hạ cấp do ám ảnh đoàn bồi dưỡng. Ngài đoàn trưởng đã sớm đoán được đám người các ngươi sẽ có những động tác nhỏ, cho nên đã sớm thả xuống lưới câu, đợi các ngươi bị mắc lừa. Bạch Mộ Lan thản nhiên nói, Bạch tổ trưởng mà ngươi nói, nàng cũng không phải con gái của ta mà là đồ chơi của ngươi với bá tước cuồng hoan, vốn nằm trong danh sách diệt trừ. Tốt tốt tốt, nam nhân tóc vàng lạnh giọng nói, ta có thể mang các ngươi đến tòa thành gặp cha của ta, nhưng ta có một điều kiện. Isabella mỉm cười, đến lúc này mà ngươi còn ra điều kiện, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cha của ta không đơn giản như các ngươi đã nghĩ đâu. Nam nhân tóc vàng trực tiếp nói thẳng, ông ấy là bá tước hút máu, sống hơn 300 năm, tòa thành trải rộng cơ quan, cho dù là ta cũng không thể nắm giữ toàn bộ trong đó. Hạ Thiên lười biếng nói, cơ quan gì cũng vô dụng thôi, hơn nữa quỷ hút máu cũng chẳng có gì đặc biệt. Chồng, chàng đừng vội, Isabella cười nói, thành bảo kia rất tốt, không chỉ có quỷ hút máu. Chàng có thể không quan tâm đến cơ quan nhưng người trong tổ thì không thể được, vẫn cần hắn ta dẫn đường. Nàng nói đúng, Hạ Thiên rất tôn trọng ý kiến nữ nhân của mình, quyết định nghe theo Isabella sắp xếp. Thật ra, trong số đồng minh chúng ta còn có một người, nhưng hiện tại không biết đi đâu. Chiêm Mộ Tư có chút bận tâm nói với Hạ Thiên, hắn ta là người có định ý lớn nhất đối với ngươi, chỉ là không biết vì sao sau cuộc họp lần trước thì không còn thấy hắn ta xuất hiện qua. Người kia có lai lịch như thế nào? Isabella không nhịn được liền hỏi. Lai lịch không rõ ràng. Chiêm Mộ Tư nhìn nam nhân tóc vàng bị Hạ Thiên giẫm dưới chân, chúng ta đều do Augustus mang đến, chắc hắn ta sẽ biết. Hạ Thiên một cước gạt ngã nam nhân tóc vàng sang bên cạnh, cũng lười chói hắn ta. Dù sao hắn ta cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Nam nhân tóc vàng nói, ta cũng không biết, hắn ta là do cha của ta bố trí đến. Điều này thật kỳ lạ, Isabella có chút khó hiểu, ngươi làm nhiều chuyện như thế thật ra cũng chỉ muốn thay thế cha của ngươi mà thôi,
nhưng ông ta lại trả lại người mà ngươi đã sắp xếp. Cha của ta hoàn toàn không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Nam nhân tóc vàng nhìn không được thở dài, ông ấy đã sớm muốn chết nhưng cùng lúc lại muốn trường sinh bất tử. Hơn 300 năm qua, ông ấy vẫn luôn sáng tạo đối thủ cho mình, thậm chí còn đích thân nuôi dưỡng tổ chức thiên kiêu dùng để săn giết mình, nhưng cuối cùng không ai có thể đánh bại được ông ấy. Trong cuộc thi sát thủ số 1 thế giới lần này, thật ra cũng chỉ vì muốn tìm được người có thể giết được ông ấy mà thôi. Muốn chết cũng đâu cần phức tạp như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, cứ bảo ông ta đến tìm ta là được, ta cam đoan ông ta sẽ chết một cách không thể chết hơn. Biểu hiện nam nhân tóc vàng phức tạp nhìn Hạ Thiên, mấy năm qua, ông ấy đã sớm chú ý đến ngươi, còn gián tiếp phái không ít người thăm dò ngươi. Tên ngốc nào thế? Hạ Thiên hờ hững hỏi. Một tổ chức gọi là Diệt Thần. Nam nhân tóc vàng lập tức lên tiếng, phụ thân ta đã tài trợ cho tổ chức này. Từ trong tay bọn họ thu được không ít tư liệu liên quan đến ngươi. Tàn quân của tổ chức đó cũng đang ở trong thành bảo. Đối với tổ chức này, Hạ Thiên ngược lại có chút ấn tượng, nhưng trước khi hắn tiến vào bí cảnh quy khư, tổ chức này đã bị tiêu diệt không còn lại bao nhiêu. Một số tàn đảng cũng đã sớm tiêu thanh nặc tích, nghĩ không ra là trốn đến đây. Vừa lúc, lần này ta sẽ nhổ cỏ tận gốc, Hạ Thiên khó chịu nói, thuốc cao da chó này thật sự rất phiền. Isabella nói tiếp, yên tâm đi, lần này tuyệt đối không để bọn họ chạy trốn đâu. Chung quanh đảo Cuồng Hoan đều là người của chúng ta. Ha ha, các ngươi có biết đảo Cuồng Hoan lớn bao nhiêu không? Nam nhân tóc vàng khinh thường nói, đừng nói các ngươi, ngay cả quân đoàn cũng chưa chắc có thể đánh hạ tòa thành. Cho nên, các ngươi cần ta mang các ngươi từ chính diện hoặc bí đạo tiến vào tòa thành. Nếu không, các ngươi chỉ có thể đánh rắn động cỏ mà thôi. Vậy thì đánh rắn động cỏ chứ sao? Hạ Thiên hờ hững nói, một chút cũng không lo lắng vấn đề mà nam nhân tóc vàng đã nói, ông ta muốn làm con rùa đen rút đầu cũng được, chủ động nhảy ra đánh với ta một trận cũng được. Tóm lại, ông ta chết chắc. Nam nhân tóc vàng nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần đầu tiên hắn ta gặp phải loại người như Hạ Thiên. Isabella biết Hạ Thiên nói vậy là có ý gì, cười nói, chồng, nếu chàng muốn gặp bá tước Cuồng Hoan, vậy chàng trực tiếp đi đi. Những chuyện khác cứ giao cho chúng ta xử lý là được. Bối nha đầu, nàng có muốn đến tòa thành đó nhìn bên trong không? Hạ Thiên quay sang hỏi Tô Bối Bối. Tô Bối Bối thản nhiên nói, không đi đâu. Chàng đi một mình là được. Được, vậy ta sẽ tốc chiến tốc thắng, trực tiếp xử lý tên ngu ngốc kia. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta về lại Giang Hải. Nơi này một chút thú vị cũng không có. Nói xong, Hạ Thiên rời đi. Hắn quyết định đến ngôi biệt thự đó, xử lý bá tước Cuồng Hoan, những chuyện khác hắn thật sự không thèm để ý. Các hòn đảo đều nằm cách nhau, được nối bằng những cây cầu. Lúc này cách thời gian kết thúc trận tranh tài vẫn còn sớm, cầu thông đến hòn đảo chính vẫn còn chưa thả xuống. Tuy nhiên, điều này đối với Hạ Thiên mà nói hoàn toàn là trò trẻ con. Bành! Đang trong lúc Hạ Thiên muốn nhảy đến tòa thành, không biết đạn pháo từ nơi nào bay đến. Chúng rồi. Lần này ta đứng thứ nhất. Bên cạnh cây cầu, bên trong một bụi cỏ xuất hiện một người cười ha hả, quả nhiên có thể giành được chiến thắng ở gần mấy cây cầu. Không uổng công ta núp ở đây cả nửa ngày, cuối cùng cũng gặp được một phần quà lớn. À, người đâu? Người đang tìm ta sao? Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng người này. Ngươi! Tại sao ngươi lại không có việc gì? Người này quay lại nhìn Hạ Thiên, cả kinh trợn mắt, ta rõ ràng đã bắn trúng ngươi mà. Hạ Thiên gật đầu nói, đúng, ngươi đã bắn trúng ta. Vậy sao ngươi, người này hoàn toàn không cách nào lý giải được tình huống trước mắt. Chỉ một quả đạn pháo thôi mà, bắn trúng thì bắn trúng, có gì ghê gớm đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Người này lập tức quỳ xuống trước Hạ Thiên. Ta sai rồi, xin ngươi tha cái mạng chó cho ta. Ta tham gia cuộc thi đấu này chỉ muốn kiếm ít tiền về chữa bệnh cho con gái của ta mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin vào mấy lời nói nhảm này sao? Hạ Thiên nhếch miệng. Đây là sự thật, người kia vừa dập đầu vừa kể chuyện xưa của mình, trước kia ta cũng là một phú hào thế gia, nhưng lại bị bá tước Cuồng Hoan lừa đến đây. Về sau ta táng ra bại sản. Còn liên lụy đến con gái của ta bị bá tước Cuồng Hoan biến thành quái vật. Hạ Thiên nghe xong,
ngược lại cảm thấy có chút thú vị, con gái của ngươi biến thành quỷ hút máu sao? Tại sao ngươi biết? Ánh mắt người này lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là người bá tước Cuồng Hoan phái đến bắt ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi cảm thấy tên ngốc đó xứng sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Hạ Thiên. Người này nhìn chằm chằm mặt của Hạ Thiên, nhìn một lúc lâu, trong đầu chợt lóe lên một luồng linh quang. Hắn ta cả kinh kêu lên, Hạ Thiên, là ta, ngươi còn nhớ không, trước kia chúng ta đã từng gặp qua. Ta là Lôi Vũ của Lôi gia, 12 năm trước chúng ta đã gặp nhau. Khi đó ta còn là sinh viên, anh trai Lôi Quân của ta còn đánh với ngươi một trận. Chẳng có ấn tượng, Hạ Thiên lười tốn thời gian nhớ lại những nhân vật dâu ria. Hạ Thiên, ta chỉ là một tiểu nhân vật, có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, ta nhận. Lôi Vũ do dự một hồi, nhịn không được nói với Hạ Thiên, nhưng con gái ta vô tội, ta có thể mang đầu của mình, còn có điểm tích lũy để giành được đưa hết cho ngươi. Nhưng nếu ngươi có cơ hội, có thể mang con bé về lại Lôi ra Giang Hải hay không? Ta chẳng hứng thú với đầu của ngươi, còn có điểm tích lũy. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng con gái của ngươi ở đâu? Để ta xem qua một chút. Lôi Vũ lập tức đứng lên, dẫn đường cho Hạ Thiên, ở ngay đằng trước. Khi Lôi Vũ đến một dốc núi, từ xa có thể nhìn thấy hai người mang súng đứng canh giữ ở đó. Các ngươi là ai? Con gái của ta đâu? Lôi Vũ chừng muốn rách cả mí mắt, nói với hai người kia. Một thanh niên ngoại quốc cười gần, ngươi nói là đứa bé 8 tuổi sao? Nói thế nào cũng là một điểm tích lũy, ngươi nói con bé sẽ thế nào? Đám súc sinh các ngươi, ta liều mạng với các ngươi. Lôi Vũ giận tím mặt, nâng súng phóng tên lửa trong tay nhắm ngay đám người này, đi chết đi. Ầm ầm. Nhưng còn chưa đợi hắn ta bóp cò, trên người đã trúng hai phát đạn. Nghe nói ngươi cũng là sát thủ nhưng ngươi thật sự quá yếu. Gã thanh niên ngoại quốc nhận ra được thân phận của Lôi Vũ, ngươi luôn đi một mình, tên hiệu Lôi Công, xếp hạng thứ 171 trên thế giới, có 21 điểm tích lũy. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi Vũ ôm vết thương, hỏi người kia con gái của ta đâu? Cơ thể con gái ngươi hơi kỳ lạ, có giá trị nghiên cứu, tạm thời còn chưa chết. Gã thanh niên ngoại quốc cười đắc ý, chờ chúng ta tích lũy đủ điểm, đến tòa thành, chúng ta sẽ giao lại cho bá tước Cuồng Hoan, có thể đổi lấy càng nhiều đồ tốt hơn. Lôi Vũ quát, các ngươi không phải người. Nói nhảm, ngươi cảm thấy trên đảo này ai mới là người? Gã thanh niên ngoại quốc khinh thường nói, ngươi có thể tích lũy được 21 điểm, chắc cũng đã giết không ít người, nhưng đến phiên mình thì lại không tiếp nhận được, đúng là buồn cười. Con gái của hắn ta đâu? Hạ Thiên không hứng thú quản sống chết của Lôi Vũ, nhưng đứa bé vô tội, hắn cứu được thì cứu, chứ đừng nói chi hắn còn chưa từng gặp qua người bị quỷ hút máu lây bệnh. Lúc này, gã thanh niên ngoại quốc mới phát hiện Hạ Thiên, vô thức dùng dụng cụ quét qua một chút. Kết quả trên mắt kính là một dấu chấm hỏi màu đỏ. Phắc, chúng số độc đắc rồi. Đây chính là món quà lớn trong lời đồn. Gã thanh niên ngoại quốc hưng phấn, vội vàng giống lên với đồng bọn của mình. Mọi người mau đến đây, nơi này có một món quà điểm tích lũy rất lớn. Giết hắn, chúng ta sẽ phát tài. Không bao lâu sau, có mấy điểm đỏ nhắm ngay chỗ yếu hại của Hạ Thiên. Tiểu tử, chết trong tay quần xa chúng ta cũng là vinh hạnh của ngươi. Gã thanh niên ngoại quốc thấy Hạ Thiên không động đậy, lập tức hưng phấn chạy đến gần, nhìn Hạ Thiên từ trên xuống dưới, ngươi nhìn không to cao, nhưng ngươi lại chính là món quà lớn mà bá tước Cuồng Hoan đã nói. Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, nói thẳng, ta tạm thời không có hứng thú giết các ngươi. Các ngươi chỉ cần giao con gái của hắn ta ra, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Ha ha ha, thú vị thật, người Hoa các ngươi lúc nào cũng chỉ biết nói khoác. Gã thanh niên ngoại quốc dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương, ngươi nghiêu bức lắm, nhưng đáng tiếc, người phải chết chính là ngươi. Gã thanh niên ngoại quốc hừ lạnh một tiếng, thủ thế nổ súng với đồng bọn của mình. Ầm, một tiếng súng vang lên. Đầu gã thanh niên ngoại quốc nổ tung, ngã ầm xuống đất. WTF? Chuyện gì vậy? Là ai đã nổ súng? Đồng bạn gã thanh niên ngoại quốc vừa sợ vừa giận. Ầm ầm ầm. Đáng tiếc, rất nhanh tiếng súng vang lên lần nữa. Lần này, toàn bộ người đều bị giết chết. Hạ Thiên nhìn xung quanh, thân hình bỗng nhiên nhúc nhích, trực tiếp biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa,
trong ngực là một đứa bé gái 8 tuổi gầy nhom. A, à, Lôi Lôi, Lôi Vũ cố gắng đứng dậy, vọt đến trước mặt Hạ Thiên, kiểm tra tình huống con gái của mình. Còn chưa chết đâu, Hạ Thiên nhìn qua hai lần, phát hiện đứa bé gái ngoại trừ cổ có hai cái lỗ sâu không thấy đáy ra, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng nó đã biến thành quái vật rồi. Lôi Vũ quỳ xuống trước Hạ Thiên, Hạ Thiên, ta biết ngươi là thần y, xin ngươi hãy cứu con gái của ta. Màn đêm buông xuống, đảo cuồng hoan náo nhiệt cả ngày chợt im lặng lại. Mặc dù đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ, nhưng tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết vang lên ban ngày đã không còn. Nó giống như một con hung thú bỗng nhiên rơi vào ngủ say. Nhưng cũng là điềm báo bão tố càng lớn sắp đến. Bên trong Tung Nhạc Thành Bảo, bá tước cuồng hoan cầm ly rượu đỏ đứng trên ban công nhìn về phía một hòn đảo nhỏ khác. Bá tước đại nhân, con của ngài cũng đã rơi vào tay của Hạ Thiên. Một bóng người thon gầy đứng trong bóng tối nhẹ giọng nói, ngài tuyệt không lo lắng cho an nguy của hắn ta sao. Bá tước cuồng hoan không hề có chút biểu cảm, ta là người vĩnh sinh, mấy thứ như con cái đối với ta mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bồi dưỡng được một người ưu tú hơn. Augustus còn chưa đủ ưu tú sao? Thân ảnh thon gầy cười hỏi. Không, nó tuyệt không ưu tú. Bá tước cuồng hoan lắc đầu, nó chỉ là vật thí nghiệm mà ta dùng để giết thời gian mà thôi. Trong lòng ta đã có một kế hoạch hoàn mỹ. Nếu thành công, người thừa kế của ta sẽ trở thành chủ nhân của trái đất này. Thân ảnh thon gầy không khỏi hỏi, vì sao ngài không tự mình làm chủ nhân của trái đất? Ha ha! Bá tước cuồng hoan quay đầu nhìn thân ảnh thon gầy, lắc đầu nói, ta không có dã tâm lớn đến như thế, ta chỉ muốn làm một bá tước, vượt qua quãng đời còn lại của mình trên những hòn đảo này mà thôi. Ngài đã vĩnh sinh, lấy đâu ra quãng đời còn lại? Thân ảnh thon gầy nghi ngờ hỏi. Bá tước cuồng hoan nhấp một ngụm rượu, cười nói, nếu không thể tùy ý ra ngoài vào ban ngày, quãng đời còn lại của ta sẽ là một quãng đời rất dài. Cho nên... ta cảm thấy nên tăng tốc khống chế Hạ Thiên. Hắn có cách có thể giúp ngài xuất hành vào ban ngày. Thân ảnh thon gầy bắt đầu giật dây. Các ngươi rất thú vị. Bá tước cuồng hoan bỗng nhiên mỉm cười, rõ ràng các ngươi muốn được Hạ Thiên trợ giúp, nhưng vẫn cứ luôn đối phó hắn. Nếu các ngươi làm bạn với hắn, đoán chừng đã sớm đạt được tâm nguyện. Thân ảnh thon gầy cười lạnh, bá tước đại nhân, ngài nghĩ sai rồi. Chúng ta đã từng ném ra thiện ý. Đáng tiếc lại bị Hạ Thiên vô tình giày xéo. Hắn còn giết không ít người của chúng ta. Thù hận này vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Thật sao? Bá tước cuồng hoan hỏi ngược lại. Nếu bây giờ Hạ Thiên giúp ngươi giải quyết nan đề, còn giúp ngươi thu được vĩnh sinh, ngươi còn hận hắn hay không? Thân ảnh thon gầy chợt im lặng, sau đó nói, đây là chuyện không thể nào. Chỉ là phương thức của ngươi có vấn đề mà thôi. Bá tước cuồng hoan lắc đầu. Có chút khinh bỉ nói, ta đã bỏ ra một ít thời gian tìm hiểu Hạ Thiên, hắn thật ra lại là một tiểu tử ôn nhu hiền lành. Ôn nhu, hiền lành, thân ảnh thon gầy có cảm giác giống như nghe được một câu chuyện cười, ngài lại dùng hai từ này để hình dung Hạ Thiên. Bá tước cuồng hoan tuyệt không cảm thấy mình nói sai chuyện gì, ngược lại còn vô cùng khẳng định, không sai, hơn nữa hắn còn là người rất biết nói đạo lý, mà ta thì thích nhất là nói đạo lý. Bá tước đại nhân. Ta chỉ có thể nói phán đoán của ngài đối với Hạ Thiên là vô cùng sai lầm. Thân ảnh thon gầy nói ra nhận biết của mình với Hạ Thiên là người không biết lý lẽ nhất trên thế giới, dễ xúc động, ngang ngược xảo trá, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Hai, người đã bị những thứ gọi là cừu hận che mắt, phán đoán trở nên mơ hồ. Bá tước cuồng hoan có chút thất vọng lắc đầu, người đi đi, mau rời khỏi đảo cuồng hoan. Bằng không, người nhất định sẽ chết. Thân ảnh thon gầy thản nhiên nói, không phải hắn chết thì là ta vong. Điều này ta đã sớm có chuẩn bị. Bá tước cuồng hoan uống một hơi cạn sạch ly rượu, giác ngộ không tệ. Đêm xuống, cũng nên phát sinh một số chuyện xưa thú vị. Bá tước nói vậy là có ý gì? Thân ảnh thon gầy do dự hỏi. Ta rất trân quý loại đêm như thế này. Bá tước cuồng hoan mỉm cười chỉ vào mấy hòn đảo nhỏ, ở đây, tầm mắt là tốt nhất. Thân ảnh thon gầy nhẹ gật đầu, để ta đi sắp xếp. Trong biệt thự, một bé gái yên tĩnh nằm trên ghế. Dưới da, một dòng máu màu xanh đang lưu động. Cô bé này là ai?
Tô Bối Bối kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, tại sao cơ thể của nó lại biến thành bộ dạng quỷ dị như thế này? Nàng hỏi hắn ta đi. Hạ Thiên tiện tay chỉ Lôi Vũ. Tô tiểu thư, ngươi không nhớ ta sao? Lôi Vũ thẹn đỏ mặt nói, ta là Lôi Vũ của Lôi gia. Trước kia chúng ta cũng đã gặp qua mấy lần. Ngươi là Lôi Vũ, ánh mắt của Tô Bối Bối lại càng kinh ngạc hơn, đánh giá Lôi Vũ trên dưới mấy lần, tại sao ngươi lại biến thành như thế này? Bộ dạng của Lôi Vũ bây giờ giống như kẻ lang thang đầu đường xó chợ, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thế gia quân nhân của Lôi gia. Một lời khó có thể nói hết, Lôi Vũ lắc đầu, sau đó nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, không, Hạ Thần Y, con gái của ta thế nào? Còn có thể cứu được không? Có chút kỳ lạ, vừa rồi Hạ Thiên đã châm hai châm cho con gái Lôi Vũ, nhưng kết quả lại không được khả quan. Lôi Vũ vội vàng hỏi, chẳng lẽ không cứu được nữa sao? Hạ Thiên bất mãn nhìn hắn ta, ta có nói không cứu được con bé à? Vậy xin ngươi hãy mau cứu con bé với. Lôi Vũ dập đầu với Hạ Thiên, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ hứng thú với mấy thứ đồ của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Lôi Vũ im lặng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dập đầu không nói. Tô Bối Bối nghi hoặc hỏi, tại sao con gái của ngươi lại bị lây nhiễm như vậy? Khoảng 10 năm trước, anh trai của ta đột nhiên không biết tung tích, gia tộc cũng liên tục bị đả kích, địa vị ở Giang Hải bị rớt xuống ngàn trượng. Lôi Vũ chậm rãi thuật lại, cũng may, Lôi gia vẫn còn chút nội tình, gia tộc cũng không đến mức bị sụp đổ nhưng phải tự mình tìm kiếm đường ra. Ta có một người bạn học đại học, nói có đường đi nước ngoài, bảo ta thành lập công ty. Mấy năm đầu, đúng là kiếm được không ít. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, chúng ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm, nói thẳng vào chuyện chính đi. Vâng, vâng vâng, Lôi Vũ vất vả lắm mới gặp lại người quen ở Giang Hải, nhất thời có chút xúc động, không tự chủ được nên nói nhiều. Khoảng 2 năm trước, người bạn kia của ta muốn rời khỏi công ty, nói sẽ giới thiệu cho ta một người hợp tác tốt hơn, hẹn gặp mặt ở Hawaii. Kết quả, người bạn đó lại ném ta và vợ con của mình ở cái đảo cuồng hoan này. Vẫn là nói nhảm, Hạ Thiên bất mãn trừng mắt nhìn Lôi Vũ, nếu còn một câu nói nhảm nữa, ngươi có tin ta một cước đạp chết ngươi hay không? À, không có, Lôi Vũ đã tận lực không thuật lại nhiều, nhưng nửa ngày sau vẫn chưa vào được chính đề, lại ngừng vài giây mới nói tiếp, trên mấy hòn đảo nhỏ này, khi trời vừa tối sẽ xuất hiện một số quái vật, có tóc đỏ, có lông xanh, còn có lông trắng. Nếu bị những con quái vật này đả thương, nhất định sẽ bị lây nhiễm. Nửa năm trước, vợ của ta bị một con quái vật tóc đỏ tổn thương, sau đó biến thành một con quái thú hồng mao. Lôi Lôi cũng bị một con quái vật lông xanh cắn vào cánh tay, sau đó chậm rãi biến dị. Đám quái vật kia ở đâu, người mau dẫn ta đi xem đi. Hạ Thiên nói. Lôi Vũ lắc đầu liên tục, không đi được đâu. Đám quái vật kia quá hung tàn. Trời vừa tối sẽ thành quần kết đội xuất hiện. Ta luôn ẩn núp ở những nơi không có ánh sáng. Mãi cho đến hừng đông mới trở ra. Hạ Thiên khó chịu đạp cho Lôi Vũ một cước, ta bảo ngươi dẫn đường thì ngươi cứ dẫn đường, lấy đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Thật ra không cần dẫn đường đâu, lát nữa, đám quái vật kia sẽ tự động xuất hiện. Lôi Vũ lăn xa mấy mét, sau đó lồm cồm bò dậy, nói, hơn nữa, chỉ cần có ánh sáng, có âm thanh, bọn chúng sẽ lập tức xông lại. Tô Bối Bối cau mày, trên đảo này có quái vật. Vì sao đám nhà giàu còn muốn đến đây? Đương nhiên đám nhà giàu đó cảm thấy bọn họ không có khả năng bị quái vật tổn thương. Hạ Thiên tùy ý nói, đám ngu ngốc đó luôn cảm giác mình là thiên mệnh chi chủ. Nàng càng nói trên đảo có quái vật, nói không chừng bọn họ lại càng thêm hứng thú. Lôi Vũ gật đầu, xác nhận suy đoán của Hạ Thiên, thật ra, quái vật trên hòn đảo này một nửa là do đám nhà giàu đó biến dị ra. Bá tước cuồng hoan luôn lấy nhân mạng làm tiền đặt cược. Thắng, có thể thu được lời chúc phúc của ông ta, từ đó biến thành quỷ hút máu cao quý, trường sinh bất lão. Thua thì phải giao ra toàn bộ tài sản, lại còn bị biến thành quái vật. Đúng là biến thái, Tô Bối Bối khịt mũi coi thường, tại sao lại có loại chuyện như thế chứ? Hạ Thiên cười nói, mấy chuyện này thường xuyên phát sinh, ngu ngốc thì thường không có điểm mấu chốt. Bá tước cuồng hoan đúng là đáng chết. Tô Bối Bối nói với Hạ Thiên, người nhất định phải làm thịt ông ta, đừng để ông ta tiếp tục hại người nữa. Hạ Thiên gật đầu,
giết ông ta cũng chẳng có việc gì khó. Điều phiền phức nhất chính là nếu giết bá tước Cuồng Hoan, đám quái vật trên đảo sẽ không có ai có thể khống chế. Lôi Vũ lo lắng nói, đến lúc đó, nhất định sẽ bị người hữu tâm trộm đến đại lục. Như vậy, toàn thế giới thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt Tô Bối Bối cũng hiện lên sự do dự. Dù sao đám quái vật kia cũng từng là người, có lẽ còn có khả năng cứu chữa, cũng không thể bởi vì bọn họ có khả năng nguy hại đến người khác thì không thể phân chia xử lý. Đó chẳng phải là tác phong của nước phát xít nào đó sao? Người có cách gì có thể chữa khỏi cho bé gái đó không? Tô Bối Bối chỉ vào đứa bé gái. Hạ Thiên biết Tô Bối Bối đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nói, đương nhiên là có. Trên thế giới này không có bệnh mà ta không trị được. Thế đám quái vật bị lây nhiễm nhiều năm trên đảo thì sao? Tô Bối Bối lại hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, đám ngu ngốc đó thì không cần phải cứu. Nói thế nào cũng là mạng người mà. Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên, không phải ta có lòng thánh mẫu, mà là ta cảm thấy cái gì cũng nên thử một lần. Cũng không phải là không có khả năng. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng ta cần nhiều hàng mẫu hơn. Nói xong, hắn quay sang nhìn Lôi Vũ, người bắt nhiều quái vật đến đây đi. Có thể cứu được con gái của ngươi hay không thì phải xem biểu hiện của ngươi. Được, để ta đi. Thật ra, Lôi Vũ thật sự sợ hãi, nhưng vì con gái, hắn ta cố lấy hết dũng khí. Hắn ta nhìn con gái lần nữa, lúc này mới quay người rời khỏi biệt thự. Ngươi xác định hắn ta có thể đối phó đám quái vật đó? Tô Bối Bối hỏi. Có thể sống ở đây đến tận bây giờ, hắn ta nhất định có cách của mình. Hạ Thiên nói, vợ, nàng không cần lo lắng. Nàng nên lo lắng cho chúng ta đây. Nơi này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tô Bối Bối nhìn chằm chằm Hạ Thiên, thản nhiên hỏi, ngươi vừa gọi ta là gì? Vợ, có vấn đề gì không? Hạ Thiên cười nói, chẳng lẽ nàng không phải nữ nhân của ta? Gọi vợ không phải rất bình thường sao? Ngươi tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Tô Bối Bối cảnh giác, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên trước mắt, ngươi là ai? Hạ Thiên khó hiểu nhìn Tô Bối Bối, nàng không sao chứ? Không phải chỉ gọi nàng một tiếng vợ thôi sao? Nàng cần chi phải phản ứng lớn đến như thế? Đừng giả bộ, tay áo Tô Bối Bối khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngân châm dài nửa mét, đè lên cổ Hạ Thiên, nếu ngươi không muốn bị đâm xuyên qua yết hầu. Tốt nhất ngươi nên hiện nguyên hình cho ta. Hạ Thiên nhìn chằm chằm Tô Bối Bối một hồi, phát hiện nàng không hề có ý định nói đùa, cũng không dám lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược, đành phải thở dài nói quả nhiên vẫn bị lộ tẩy. Nữ nhân của Hạ Thiên quả thật không ai đơn giản. Bớt nói nhảm đi, Tô Bối Bối ấn ngân châm trong tay, lập tức đâm rách làn da đối phương, ta bảo ngươi hiện nguyên hình, đừng dùng dáng vẻ của Hạ Thiên để lừa gạt người nữa. Hạ Thiên lắc đầu, bỗng dưng lui lại một cái bóng mỏng nhạt, là một gương mặt Á Đông, dáng người bình thường, ngược lại có mấy phần tương tự Hạ Thiên. Ngươi là ai? Tô Bối Bối hỏi, đây không phải Dịch Dung. Người này chậm rãi đẩy đứa bé gái đang nằm trên ghế sang một bên, còn mình thì ngồi xuống một góc, cười nói, ta là Huyễn Ảnh Thánh Đồ, là một trong thất thánh đồ, người có siêu năng lực, có thể tự do biến ảo thành người mà ta đã gặp qua, gần như có thể dĩ giả loạn chân. Hạ Thiên đâu? Tô Bối Bối hỏi. Chúng một viên đạn pháo, rơi xuống biển rồi. Huyễn Ảnh Thánh Đồ mỉm cười, giọng nói trở nên khô chát, lúc này, khả năng hắn đã chết. Tô Bối Bối cười nhạo, ngươi cho rằng Hạ Thiên là loại thức ăn cho gà như các ngươi sao? Hắn không thể nào chết được đâu. Vậy thì nói không chừng. Huyễn Ảnh Thánh Đồ lắc đầu, viên đạn kia chuyên dùng để đối phó hắn, bên trong có rất nhiều thuốc an thần đặc chế. Đừng nói ngươi. Ngay cả voi, không, ngay cả khủng long cũng không chịu được. Nói xong, hắn ta quay lại nhìn Tô Bối Bối, ngươi cảm thấy một người không thể thở nổi dưới đáy biển còn có thể sống sao? Người khác có lẽ không được nhưng Hạ Thiên thì được. Tô Bối Bối thản nhiên nói, huống chi, đạn pháo của các ngươi cũng không có khả năng bắn trúng Hạ Thiên. Huyễn Ảnh Thánh Đồ không khỏi nở nụ cười đắc ý, Tô Tiểu Thư, ta chỉ muốn nói ngươi đã đánh giá cao Hạ Thiên rồi. Đồng thời đã đánh giá thấp chúng ta. Tô Bối Bối mỉm cười, đã từng có rất nhiều người còn lợi hại hơn các ngươi cũng cảm thấy mình đã đánh giá cao Hạ Thiên, cuối cùng khi chết trong tay Hạ Thiên đã vừa đau vừa hối hận vì đã đánh giá thấp hắn. Ngươi đừng đánh đồng loại ngu ngốc đó với thất thánh đồ chúng ta.
Huyễn ảnh thánh đồ bất mãn trừng mắt nhìn Tô Bối Bối, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta không giống bình thường, chúng ta là thánh đồ đã nhận được sự chúc phúc của Đại Thiên Sứ. Ngươi đừng chém gió nữa. Gương mặt Tô Bối Bối hiện lên sự khinh bỉ, có chút không nói ra lời, ngay cả ta cũng có thể tùy tiện nhìn thấu ngụy trang của ngươi, ta tuyệt không cảm thấy các ngươi có thể lợi hại đến cỡ nào. Ngươi nhìn thấu không phải ngụy trang của ta, chỉ là ta đã phạm một chút sai lầm nhỏ trong cách xưng hô của các ngươi mà thôi. Huyễn ảnh thánh đồ phủ nhận thuyết pháp của Tô Bối Bối, nếu cho ta thêm chút thời gian, cẩn thận nghiên cứu lại, tất nhiên sẽ thiên y vô phùng. Đây không phải thiên y vô phùng mà là đầu óc của ngươi có khe hở. Tô Bối Bối lắc đầu nói, với loại đầu óc như các ngươi còn muốn đối phó Hạ Thiên, đúng là chán sống. Huyễn ảnh thánh đồ cười ha hả, chỉ vào Tô Bối Bối, nói thật ra, sau khi ngươi phát hiện chân tướng của ta, ngươi nên lập tức tìm cơ hội chạy trốn, như vậy ngươi mới có chút hy vọng sống, cũng có thể bảo toàn đoàn đội của ngươi. Đáng tiếc, bây giờ đã muộn rồi. Tô Bối Bối ngoan vị nhìn đối phương, ngươi cảm thấy mình thắng chắc ta sao? Thế, ngươi cho rằng ngươi có năng lực chống lại ta? Huyễn ảnh thánh đồ cười lạnh không thôi, nữ nhân chính là nữ nhân, vĩnh viễn không có khả năng đấu qua được nam nhân. Nghĩ không ra ngươi lại là một cặn bã theo chủ nghĩa đại nam tử. Ánh mắt Tô Bối Bối ngưng lại, lộ ra sự chán ghét, vậy để ta cho ngươi biết sự lợi hại của bà cô này. Lời còn chưa dứt, Tô Bối Bối đã hóa thành tàn ảnh, đôi chân dài như roi thép quét ngang, nặng nề đánh tới cổ Huyễn ảnh thánh đồ. Gương mặt Huyễn ảnh thánh đồ chỉ toàn là sự khinh bỉ, chỉ cái này thôi sao? Nhưng, phốc, lời còn chưa nói hết, hắn ta đã phun ra một ngụm máu. Cả người như quả đạn pháo văng ra khỏi mấy chục mét, va vào mấy bức tường, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại được. Tô Bối Bối khoanh tay nói, thế nào? Dễ chịu không? Rất tốt, người đã thành công chọc giận ta. Huyễn ảnh thánh đồ chậm rãi bò dậy, sắc mặt tái xanh nhìn Tô Bối Bối, vốn ta định lưu lại một mạng cho ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi nên đi chết đi. Vậy còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Tô Bối Bối khiêu khích nói. Hừ, ngươi hãy ăn trước của ta một tàn ảnh đao. Huyễn ảnh thánh đồ khẽ quát một tiếng, một luồng hàn mang lóe lên trong lòng bàn tay của hắn ta rồi biến mất. Tô Bối Bối yên lặng nhìn hư không, rất nhanh bắt được quỹ tích của luồng hàn mang, thân hình lay động, nhẹ nhàng tránh được một kích. Ha ha, chiếu tướng. Huyễn ảnh thánh đồ bỗng dưng xuất hiện trong góc chết tầm mắt Tô Bối Bối. Một cây chủy thủ sắc bén đã được ngâm độc chậm rãi đâm vào tim của nàng từ đằng sau. Sắc mặt Tô Bối Bối thay đổi nhưng vẫn không kinh hoàng, đang định sử dụng phiếu miểu bộ vừa mới học được không bao lâu, nàng đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, hai chân của nàng đã bị dây leo màu đen cuốn lấy. Tàn ảnh đao không phải đao pháp mà là bí thuật khu động tàn ảnh độc đăng. Huyễn ảnh thánh đồ không khỏi nở nụ cười đắc ý, ta đã nói qua, nữ nhân không thể phốc. Đao đâm thẳng vào hậu tâm của hắn ta. Ánh mắt Huyễn ảnh thánh đồ tràn ngập sự khó tin, la hoảng lên, không thể nào. Có gì mà không thể chứ? Tô Bối Bối mỉm cười giễu cợt, mặc dù Hạ Thiên thường không đứng đắn, nhưng chiến thuật của hắn dùng để đối phó với đám người tự cho là đúng của các ngươi lại vừa đúng, mọi việc đều thuận lợi. Ngươi hẳn không có năng lực này mới đúng. Huyễn ảnh thánh đồ không cam lòng quát, trong số những nữ nhân của Hạ Thiên, ngươi là người yếu nhất. Bành! Tô Bối Bối tức giận một cước đạp bay, còn mắng, mẹ nó, người nói ai yếu nhất? Huyễn ảnh thánh đồ chỉ cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung, đành phải nén cơn đau, quát lớn, các ngươi còn không xuất hiện, còn muốn ngồi nhìn ta chết sao? Ha ha, hắn ta gấp rồi kìa! Là do ngươi khinh thường, cảm thấy có thể tự giải quyết mà. Đúng vậy, còn bảo chúng ta đừng nhúng tay vào, nhanh như vậy đã sợ rồi. Không bao lâu sau, ba bóng người xuất hiện trong phòng khách. Tô Bối Bối nhìn ba người, bỗng cảm thấy không ổn. Một hai người nàng còn ứng phó được, bây giờ đến bốn người, có vẻ hơi quá sức. Nơi này không phải là biệt thự của Augustus sao? Tại sao lại biến thành căn cứ của đám người Hạ Thiên chứ? Một nữ nhân dáng người như bé gái tóc lam mặc váy liền cười nói. Ngươi không biết August đã bị Hạ Thiên bắt rồi sao? Một nam nhân trung niên mặc đồ cao bồi miền Tây hỏi. Người cuối cùng mang mặt nạ màu trắng, nhìn qua giống như đầu lĩnh, ra lệnh, đừng nói nhảm nữa,
mau chóng giải quyết nữ nhân này đi, sau đó phát tín hiệu dẫn người của ám ảnh đoàn đến, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Các ngươi đều là thất thánh đồ. Tô Bối Bối nhìn ba vị khách không mời mà đến, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắc, tiểu tỷ tỷ, đảm lượng của ngươi đúng là không tệ. Nữ nhân mặc váy liền cười ha hả, nhưng cũng đủ xui xẻo. Ai bảo ngươi là nữ nhân của Hạ Thiên, chú định khó thoát khỏi cái chết. Nếu không, từ giờ trở đi ngươi đổi với ta, thế nào? Tô Bối Bối khó chịu nói một câu, tiểu thí hài, cút sang một bên. Nữ nhân mặc váy liền biến sắc, ngươi đừng để bị mất mặt, ngươi thật sự cho rằng mình là tiên nữ à? Hạ Thiên đã chìm vào biển rộng, không ai có thể cứu được ngươi. Nam nhân mặc đồ cao bồi cười khan, bây giờ ngươi nên từ bỏ gian tà theo chính nghĩa mới là lựa chọn tốt nhất. Hay là ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó với bốn người chúng ta? Nam nhân mặt trắng ngược lại dứt khoát, trực tiếp hạ thông điệp, cho ngươi 3 giây để đầu hàng hay là chết. Xin lỗi, ta chọn cái thứ ba, xử lý các ngươi. Lúc này, Tô Bối Bối ngược lại có phong phạm của Hạ Thiên, nói đi, các ngươi ai chịu chết trước hay là cùng lên? Chỉ là tình huống thật sự quá nguy hiểm. Tu vi bây giờ của nàng còn rất thấp, pháp thuật và võ công cũng chỉ vừa mới được huấn luyện, thật sự không phải là đối thủ của bốn người này. Tô Bối Bối cũng không phải loại biến thái như Hạ Thiên, cho nên nàng muốn phân hóa bốn người, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Ương ngạnh không tồn tại. Tô Bối Bối là thương nhân, hiểu rõ đạo lý giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Hơn nữa, nàng không tin Hạ Thiên đã chết. Nhà đầu ngươi đúng là có chút lợi hại. Nam nhân mặc đồ cao bồi cười nói, ngươi lại muốn phân hóa chúng ta. Đúng, vậy các ngươi tính thế nào? Tô Bối Bối cũng không che giấu dụng tâm của mình, ngược lại còn khiêu khích, ta chỉ có một mình, là một cô gái yếu đuối mà thôi. Hừ, để ta, nữ nhân mặc váy liền vẫn còn ghi nhớ câu tiểu thí hài của Tô Bối Bối, lập tức giơ tay làm động tác cầm súng. Nhắm ngay Tô Bối Bối. Miệng còn phát ra tiếng súng bằng bằng bằng. Tô Bối Bối sững người, bỗng thân ảnh chớp động rời khỏi chỗ cũ. Nhìn lại, có 3 vết đạn. Trong lỗ đạn cũng không có đạn. Chỉ có những làn hơi trắng mỏng đang cuộn lại và phân tán. Tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng ngươi chỉ có thể tránh được nhất thời, sao có thể tránh được một kiếp. Nữ nhân mặc váy liền cười lạnh, nói với nam nhân đeo mặt nạ trắng, tiểu bạch, ngươi đông cứng phạm vi xung quanh gần đây cho ta. Để ta chơi đùa với nàng ta cho thỏa thích. Nam nhân đeo mặt nạ trắng lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng bị phản sát. Không đời nào, nữ nhân mặc váy liền khịt mũi coi thường, khó chịu mắng, chỉ cần ngươi đừng để nàng ta chạy trốn, ta cam đoan trong vòng 10 phút có thể giải quyết nàng ta. Vậy ta cho ngươi 10 phút, nam nhân đeo mặt nạ trắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ lòng bàn tay phóng ra một luồng ánh sáng màu trắng, dọc theo biệt thự. Liên miên không dứt, cuối cùng kết nối cùng một chỗ, bao trọn không gian biệt thự. Tô Bối Bối nhìn tình huống, sau đó lẩm bẩm, đây chính là kết giới sao? Không sai, nữ nhân mặc váy liền ngược lại vô cùng linh mẫn, năng lực của tiểu bạch chính là chế tạo các loại kết giới, giống như căn biệt thự này, chỉ có chúng ta mới có thể ở bên trong, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào từ bên ngoài, còn ngươi muốn ra ngoài, lại càng si tâm vọng tưởng. Đừng tự thổi phồng mình quá mức, đến lúc đó chẳng khác nào tự đánh vào mặt của mình. Tô Bối Bối cười lạnh. Nữ nhân mặc váy liền lắc đầu, có chút đồng tình, thật ra, người như ngươi rất đáng buồn, chưa nhìn thấy qua việc đời, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, cứ cho rằng cái miệng giếng chính là thiên địa rộng lớn, cuối cùng có nhảy ra khỏi giếng vẫn không tin thiên địa còn rộng lớn hơn. Các ngươi thích nói sao cũng được, Tô Bối Bối im lặng, đám người này không biết ăn gì mà lớn lên. Lúc nào cũng tự cho là đúng, tên lưu manh kia nói đúng, không thể nào câu thông với hạng người ngu ngốc. Mặc dù Tô Bối Bối chưa từng trải qua những chuyện kinh thiên động địa với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết chuyện hắn đại chiến với phiếu miểu tiên môn. Huống chi, nàng cũng đã đến tiểu tiên giới, đám siêu năng lực giả trước mắt nàng cũng chẳng khác nào những đứa bé cứ tự cho rằng mình đã lớn. Trong vòng 10 phút, ngươi nhất định sẽ chết, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Nữ nhân mặc váy liền nở nụ cười tàn khốc, hai tay tung bay, vô số đạn không khí như mưa to trút xuống người Tô Bối Bối. Tô Bối Bối sử dụng phiếu miểu bộ không quá thành thục di chuyển trong làn mưa đạn, thuận tiện tìm kiếm cơ hội phản kích.
Chỉ cần những người này không tấn công nàng cùng một lúc, nàng cảm giác mình vẫn còn cơ hội. Ha ha, xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Nữ nhân mặc váy liền hiển nhiên chơi đến hứng khởi, uy lực của đạn càng lúc càng lớn, gần như có thể so sánh cùng đạn pháo, nổ cả tòa biệt thự bụi đất tung bay, gạch đá văng tung tóe. Ba người còn lại nhìn chằm chằm hai người quyết đấu, dường như không có ý định nhúng tay vào. Tô Bối Bối nâng cao cảnh giác, nhớ lại Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đã từng nói với nàng, khi đối chiến với địch nhân, tuyệt đối đừng gửi hy vọng địch nhân sẽ nhân từ với mình nên chủ động tìm kiếm thời cơ phá cục. Cho nên, những người kia không nhúng tay vào, không có nghĩa là nàng không thể không nhìn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết chơi thôi sao? Tô Bối Bối né một hồi, cũng có chút mệt mỏi, bỗng nhiên từ trong tay áo bắn ra một luồng ánh sáng lạnh, bắn thẳng vào cổ họng nữ nhân mặc váy liền. Ha ha, là chủy thủ. Nữ nhân mặc váy liền linh hoạt tránh né, sau đó chào phúng nói, ngươi cảm thấy đao kiếm nhanh hơn đạn của ta sao? Tô Bối Bối mặt không thay đổi nói, ta chỉ cần nhanh hơn ngươi là được. Vậy thì ngươi thử một chút đi. Hai tay nữ nhân mặc váy liền thi pháp, bắn đạn xối xả như mưa to, cả tòa biệt thự sắp bị bắn nát như. Tô Bối Bối bỗng nhiên cười lạnh, khoát tay phân hóa luồng ánh sáng lạnh, một sáng một tối nhanh chóng tấn công cổ và hậu tâm nữ nhân mặc váy liền. Ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ đó có thể gạt được ta? Nữ nhân mặc váy liền cười lạnh, bỗng nhiên quay đầu súng bắn rơi chủy thủ đằng sau, sau đó vặn người quay một họng súng bắn rơi chủy thủ ở cổ. Tuy nhiên, không đợi nở nụ cười đắc ý, nàng ta đã có cảm giác trên cổ giống như bị quấn một thứ gì đó. Nàng ta duỗi tay lần mò, đột nhiên phát hiện là một đoạn tay áo. Nữ nhân mặc váy liền sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Đây là bùa đòi mạng ngươi. Tô Bối Bối cười lạnh. Nàng học được chiêu nhất thủ phi tụ này từ Dạ Ngọc Mị. Mặc dù chỉ học được chút da lông nhưng cũng đủ giải quyết nữ nhân như đứa bé trước mặt. Nữ nhân mặc váy liền đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức muốn giật tay áo xuống. Đáng tiếc đã muộn. Chủy thủ dĩ nhiên không phải dùng để tổn thương ngươi, mà là dùng để mê hoặc ngươi. Đây mới là thứ muốn mạng của ngươi. Tô Bối Bối chỉ kéo một chút. Chiếc váy của nữ nhân kia đã thiết chặt vào cổ của nàng ta đến mức hít thở không thông, cơ thể cũng mất đi khí lực phản kháng. Mau, mau cứu ta. Nữ nhân mặc váy liền biến sắc, cố hết sức phun ra mấy chữ. Nam nhân mặc đồ cao bồi không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Huyễn ảnh thánh đồ cảm giác đầu gối của mình bị trúng một phát đạn, tại sao lại dùng một chữ cũng? Được rồi. Đừng phí sức cho mấy cuộc cãi nhau vô vị. Nam nhân đeo mặt nạ trắng lạnh giọng nói, tình hình trước mắt chỉ là cảnh cáo các ngươi về sau đừng có tự đại nữa. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng cho rằng người khác là ếch ngồi đáy giếng. Nói nhảm xong chưa, mau cứu ta. Hai mắt nữ nhân mặc váy liền sắp trắng dã, dùng chút khí lực sau cùng giống lên. Nam nhân mặc đồ cao bồi vỗ tay phát ra tiếng. Cổ tay áo quấn ngay cổ nữ nhân mặc váy liền lập tức bắt lửa. Bành! Rất nhanh đã bị đốt nứt. Nữ nhân mặc váy liền ngồi sụp xuống đất, miệng thở hổn hển. Ngươi vẫn ổn chứ? Nam nhân mặc đồ cao bồi có chút quan tâm hỏi, không có chuyện thì đứng lên đi, tiếp tục chiến đấu. Tô Bối Bối cảm thấy không ổn. Một hai người nàng còn có thể đối phó được. Nếu bốn người liên thủ, nàng thật sự chỉ còn một con đường chết. Bây giờ nên làm gì đây? Ta nhất định phải làm thịt nàng ta. Nữ nhân mặc váy liền tỉnh táo lại, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tô Bối Bối. Ta chẳng những phải chém ngươi thành muôn mảnh, mà còn phải mang thi thể của ngươi ném cho đám quái vật kia ăn. Thời gian không còn sớm nữa, giải quyết nàng ta trong vòng 3 phút đi. Nam nhân đeo mặt nạ trắng thản nhiên nói, nếu còn chậm thêm nữa, đến lúc đó người của ám ảnh đoàn sẽ đến đây. Nói xong. Hắn ta hơi ngoắc tay, đường cong ban đầu của căn biệt thự bỗng nhiên co lại một cách nhanh chóng. Cả căn biệt thự dường như cũng bị rút nhỏ gần một nửa. Hiện tại, Tô Bối Bối gần như không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn với bốn người trước mắt. Mỹ nữ, ngươi nên nhận thua đi. Nam nhân mặc đồ cao bồi mỉm cười nói, dù sao cũng chỉ chết một lần. Bây giờ nhận thua, ngươi còn có thể chết một cách dứt khoát. Tô Bối Bối cười lạnh đáp lại. Vậy tại sao ngươi lại không đi chết đi? Ta cũng muốn chết, đáng tiếc lại chết không được. Nam nhân mặc đồ cao bồi mỉm cười,
sau đó lúc lắc cái đầu. Bành! Một tiếng nổ vang, chỉ thấy đầu của nam nhân mặc đồ cao bồi nổ tung. Não và máu văng khắp phòng, đương nhiên không dính vào Tô Bối Bối. Chuyện gì xảy ra thế? Huyễn Ảnh Thánh Đồ thiếu chút nữa tè ra quần, lập tức quay lại nhìn nam nhân đeo mặt nạ trắng. Ánh mắt nam nhân đeo mặt nạ trắng cũng hiện lên sự kinh hoàng và ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, các ngươi mau giết nữ nhân này đi, tuyệt đối không được để nàng ta còn sống. Nói xong, không gian của căn biệt thự một lần nữa thu nhỏ lại. Tô Bối Bối gần như đối mặt cùng với ba người, hoàn toàn không còn chỗ trống để tránh né. Đạn không khí, hỏa lực lớn nhất, nữ nhân mặc váy liền nắm tay nhắm Tô Bối Bối, quát lớn, đi chết đi. Biến thành một đống bùn nhão cho ta. Oanh! Uy lực đích thật kinh người, có thể so với đạn pháo. Nhưng người gặp nạn lại chính là nàng ta. Tô Bối Bối vẫn bình thường như cũ, một chút dơ bẩn cũng không có. Nam nhân đeo mặt nạ trắng và Huyễn Ảnh Thánh Đồ liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự sợ hãi không thể diễn tả được trong mắt đối phương. Lúc này, Tô Bối Bối đã đoán được chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi còn ai muốn ra tay nữa không? Tô Bối Bối thản nhiên nhìn nam nhân mặt trắng và Huyễn Ảnh Thánh Đồ, thuận miệng hỏi. Nam nhân mặt trắng đã thả lỏng kết giới, khắp gương mặt chỉ toàn là sự do dự. Ta không chơi nữa, Huyễn Ảnh Thánh Đồ không khống chế được nội tâm kinh hoàng, lập tức biến thành một đạo tàn ảnh nhảy ra khỏi biệt thự. Đáng tiếc, rất nhanh đã bị người ta một cước đạp bay trở lại, toàn bộ phần ngực bị lõm vào. Nhưng điều kỳ lạ là người vẫn còn sống. Là ai? Vị cao nhân nào đã nhúng tay vào chuyện của thất thánh đồ chúng ta? Nam nhân đeo mặt nạ trắng hiểu ra, nhất định có cao thủ tập kích, lập tức cảnh cáo chúng ta là người của Trường Sinh Thánh Điện. Người dám ngăn cản chúng ta làm việc, người không sợ Đại Thiên Sứ giáng tội sao? Cái gì Đại Thiên Sứ cẩu thí? Người bảo hắn ta giáng cho ta một cái tội thử xem sao? Lúc này, một giọng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên trong phòng. Tô Bối Bối nhìn theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên không chút hình tượng nằm nghiêng trên ghế salon, thái độ hờ hững. Ta biết ngay là ngươi mà. Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên, Tô Bối Bối không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác an toàn này đúng là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Hạ Thiên, ngươi không chết sao? Nam nhân đeo mặt nạ trắng càng thêm kinh ngạc. Người rõ ràng đã trúng thuốc an thần đặc chế của chúng ta, tại sao lại không có việc gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thứ đồ chơi đó quả thật cũng có chút tác dụng, cho nên ta đã ngủ một lát. Ngủ một lát, nam nhân đeo mặt nạ trắng không cách nào hiểu được lời này. Loại thuốc an thần đó cho dù dùng trên người 10 con khủng long cũng có thể khiến bọn chúng ngủ như chết, nhưng Hạ Thiên chỉ ngủ một lát. Đây là người sao? Đúng, chỉ một lát thôi. Hạ Thiên khẳng định, cho nên, các ngươi đừng phí tâm tư nghiên cứu mấy thứ vô dụng đó nữa, cứ thành thật đi chết là được. Nam nhân đeo mặt nạ trắng im lặng một lát mới lên tiếng, ta tự biết không cách nào đào mệnh trong tay ngươi nhưng ta sẽ không để mặc cho ngươi làm thịt. Nói xong, bên trong cơ thể nam nhân mang mặt nạ trắng dâng lên một luồng ánh sáng màu trắng, rất nhanh cả người biến lớn, sau đó thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng. Đúng là buồn nôn. Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Tô Bối Bối nhìn bãi chất lỏng màu trắng trên mặt đất, có chút buồn nôn. Ta chẳng quan tâm nó là thứ gì, dù sao cũng chỉ là mấy thứ vô dụng. Hạ Thiên cũng không có biểu hiện gì quá lớn, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Bối Bối, nơi này hơi bẩn, chúng ta đổi sang nơi khác sạch sẽ hơn đi. À, còn con gái của Lôi Vũ nữa. Lúc này Tô Bối Bối nhớ đến, ối, người đâu rồi? Hạ Thiên lười biếng đáp, khả năng là bị người ta đánh cắp rồi. Bị trộm. Tô Bối Bối khó hiểu hỏi, trộm một đứa bé bị bệnh nặng thì làm được cái gì? Nó không phải bị bệnh nặng mà là bị lây nhiễm một loại virus nào đó. Hạ Thiên giải thích, điều kỳ lạ là, thời gian dài như vậy mà nó không chết, thể chất của nó hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc biệt. Vậy ai đã trộm con bé? Tô Bối Bối không khỏi nghi hoặc, tình huống vừa rồi có chút căng thẳng. Ta đã không chú ý đến con bé. Ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Hạ Thiên hờ hững đáp lại. Tô Bối Bối sửng sốt, Lôi Vũ. Hạ Thiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sốt cuộc Lôi Vũ muốn làm gì? Tô Bối Bối có chút nghĩ không thông, nói tiếp, chẳng lẽ hắn ta cùng một bọn với những người kia?
hay là hắn ta có nỗi khổ tâm khó nói. Không phải cùng một bọn nhưng cũng không khác gì nhiều. Hạ Thiên chẳng hứng thú quan tâm cha con Lôi Vũ, tùy ý nói, hắn ta có nỗi khổ tâm hay không cũng là chuyện của hắn ta, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tô Bối Bối cau mày, tâm trạng có chút khó chịu, nếu ngay từ đầu hắn ta đã có giáp tâm không tốt, ta cũng không thể cứ để như vậy, nhất định phải tìm hắn ta tìm một câu trả lời. Vậy phải xem hắn ta có còn sống hay không? Hạ Thiên nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tô Bối Bối giật mình, chẳng lẽ ngươi đã động tay động chân lên người hắn ta? Hạ Thiên lắc đầu, hắn ta còn chưa xứng để ta động tay. Mấy hòn đảo rách nát gần đây xuất hiện rất nhiều quái vật loạn thất bát tao, người bình thường khó sống đến ngày mai. Đây không phải cuộc thi sát thủ thế giới sao? Tô Bối Bối im lặng. Lúc này, nàng phát hiện bên ngoài biệt thự dường như xuất hiện rất nhiều sinh vật không rõ, không khỏi ớn lạnh, tại sao lại biến thành khiêu chiến sinh tồn tận thế chứ? Ai biết được, Hạ Thiên mỉm cười, có thể đầu óc của lão bá tức cuồng hoan có bệnh, hoặc ông ta vốn ác như thế. Tô Bối Bối cũng lười suy nghĩ nhiều. Nàng nói với Hạ Thiên, ngươi không phải đi xử lý lão bá tước cuồng hoan đó sao? Đúng rồi, nàng có đi chung hay không? Hạ Thiên nhìn Tô Bối Bối. Đi, vì sao lại không đi? Tô Bối Bối gật đầu, vừa lúc ta muốn hỏi cái lão bá tước dở hơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Thiên cùng với Tô Bối Bối rời khỏi biệt thự. Tô Bối Bối nhìn những bóng đen trùng điệp chung quanh biệt thự. Không khỏi hỏi, đám kia là thứ gì vậy? Quỷ hút máu hay zombie hay là cái gì khác? Phải mà cũng không phải. Hạ Thiên thuận miệng nói, chỉ là thất bại phẩm khi thí nghiệm mà thôi. Nhìn thì giống như có sức chiến đấu, nhưng thật ra chỉ là một đám phế vật, sau đó bị người ta lấy ra lợi dụng. Lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng còi bén nhọn dài ngắn không đồng nhất. Con người những cái bóng đang mai phục chung quanh biệt thự bỗng sáng lên ánh sáng khát máu. Từng con đằng không bay lên, lúc nhúc bay về phía Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Muốn chơi sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lấy ra định hải thần châm đánh ra một thức châm ngoại châm vào hư không, vậy các ngươi cứ từ từ mà chơi. Từng luồng linh khí từ cây kim kích xạ ra ngoài, đánh lui tất cả bóng đen nhào đến. Lập tức, những bóng đen đó quay lại thân hình, nhào về phía phát ra tiếng còi. A! À, không bao lâu sau, đã nghe bên đó truyền đến tiếng kinh hô và kêu thảm. Đám người này thật đáng thương và đáng buồn. Tô Bối Bối nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút xúc động nói. Hạ Thiên nói, bối nha đầu, nàng đang đồng tình với bọn họ sao? Bọn họ không đáng để đồng tình. Tô Bối Bối lắc đầu, tất cả chỉ là gieo gió gặt bão. Hơn nữa đồng tình cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ bằng xử lý lão bá tước kia sớm một chút, chấm dứt mấy chuyện này. Hai người cũng nhau bên đến tòa thành trên hòn đảo lớn. Hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm, bá tước đại nhân chờ hai vị đã lâu. Không nghĩ đến Hạ Thiên và Tô Bối Bối vừa mới đặt chân lên tòa thành, một lão quản gia đã đến chào hỏi, hai vị khách quý, xin mời hai vị đi theo ta. Chẳng lẽ bá tước các ngươi có bản lãnh biết trước? Tô Bối Bối hiếu kỳ hỏi, lại phái người sớm chờ ở đây. Hạ Thiên chào phúng nói, không cần nói cũng biết. Nhất định đã sớm để người ở đây chờ. Mặc kệ là ai đến đều là những câu này. À, Tô Bối Bối cũng không biết nên khen bá tước thông minh hay là một tên trộm gà nữa. Hai vị, mời, các ngươi cứ tùy ý tìm chỗ ngồi. Lão quản gia dẫn Hạ Thiên và Tô Bối Bối đến một gian phòng khách, sau đó nói, bữa tiệc tối còn phải chờ thêm một lát nữa, hẳn sẽ còn có một số vị khách quý đến, mời hai vị ở đây chờ một lát. Hạ Thiên đương nhiên chẳng quan tâm. Được, vậy thì ta chờ một chút. Tô Bối Bối chọn lấy một chiếc ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống, ta cũng muốn làm quen với các vị khách quý khác. Lão quản gia cho người mang trà nóng cho Hạ Thiên và Tô Bối Bối, sau đó lui ra ngoài. Thành bảo này hẳn đã được xây dựng nhiều năm rồi. Tô Bối Bối cầm tách trà, chậm rãi đánh giá xung quanh, có chút phong cách châu Âu trung cổ. Vị bá tước này hình như là một quỷ hút máu. Chẳng lẽ ông ta đã sống từ đó đến giờ? Hạ Thiên nhếch miệng, ai biết được, cho dù là vậy chẳng qua cũng chỉ là một lão cốt đầu, có cái gì cần phải kinh ngạc chứ? Không phải kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ. Tô Bối Bối chậm rãi uống trà, sau đó nói, trước đây ta chỉ nhìn thấy bá tước hút máu trong phim hoặc sách, hy vọng bá tước bên ngoài đừng quá xấu xí. Xấu xí mới bình thường,
Hạ Thiên cười nói, dù sao đẹp trai giống như ta vốn ít càng thêm ít. Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên, lời gì cũng không nói. Ha ha ha, ngươi mà cũng được xem là đẹp trai, ngươi tưởng thế giới không có soái ca sao? Lúc này, một người từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi ngồi đối diện Hạ Thiên, ta mới là soái ca danh phủ kỳ thực. Tô Bối Bối cau mày nhìn lại, phát hiện người này đúng là soái ca trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng, chỉ là khóe mắt có nốt ruồi, nhìn có vẻ hơi âm nhu. Ngươi là ai? Hạ Thiên khó chịu nhìn vị soái ca trước mắt, ngươi có tư cách gì so đẹp trai với ta? Ta xin tự giới thiệu, ta tên Cao Trị, là kiếm khách thánh đồ trong thất thánh đồ, đặc biệt đến đây để giết ngươi. Soái ca trẻ tuổi mỉm cười nhìn Hạ Thiên, nghe nói ngươi là sát thủ xếp hạng nhất trên thế giới, còn là thiên hạ đệ nhất soái ca, ta muốn thay thế ngươi. Hạ Thiên nhìn người kia, thôi đi, ngươi không có tư cách này. Ngươi nói là phương diện nào? Cao Trị nhìn không được mà hỏi, sát thủ hay là soái ca? Hai phương diện đều đúng. Hạ Thiên ngáp một cái, ngạo nghễ nói, luận tố dưỡng sát thủ, ta ném ngươi 8 con phố. Luận xuất khí, ta ném ngươi 8 vạn con phố. Quả nhiên không phục về giá trị nhan sắc. Cao Trị cười khẽ, chỉ vào Hạ Thiên, đúng lúc, hôm nay chúng ta có thể phân cao thấp. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi xác thực muốn tìm đường chết. Ai chết còn chưa nhất định, nụ cười trên mặt Cao Trị không giảm, ta biết đồng bọn của ta đã chết trong tay ngươi, nhưng ta và cái đám ngớ ngẩn đó không cùng một trình độ. Bởi vì ngươi còn kém một chút, Hạ Thiên đáp. Cao Trị cứng họng, tinh mâu lóe lên sát khí không hề che giấu, ngươi nói như vậy, khả năng ngươi không thể chống đỡ đến lúc bữa tiệc bắt đầu. Cho dù bá tước đứng ra cầu tình, ta cũng không nể mặt. Ngươi không cần nể mặt ai cả. Chỉ cần chuẩn bị quan tài cho ngươi là được. Hạ Thiên vẫn tùy ý như cũ. Ha ha, đánh nhau, mau đánh nhau đi. Trong phòng khách lại xuất hiện thêm một nữ nhân trang điểm như thằng hề, trong tay còn cầm điếu thuốc, tiếng cười khá khó nghe. Hạ Thiên nhướng mày, người quái dị, người có biết người cười khó nghe đến cỡ nào không? Ta muốn chỉnh lại một chút, danh hiệu của ta là tiểu sửu nữ, cũng không phải là người quái dị. Tiểu sửu nữ cười hắc hắc chỉ vào Hạ Thiên, nếu không nhớ được, để ta vặn đầu ngươi xuống, sau đó ném vào trong bồn cầu để nước cuốn đi. Đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng có, Tô Bối Bối có chút không nói nên lời. Ha ha, ngươi tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút. Tiểu sửu nữ bỗng nhiên áp sát bên cạnh Tô Bối Bối, hít sâu một hơi, lại còn là một đại mỹ nữ thuần thiên nhiên. Ta muốn mặt của ngươi, ngươi cho ta một cái giá đi. Tô Bối Bối lạnh lùng nhìn tiểu sửu nữ, ngươi chán sống rồi à? Ha ha, rất có cá tính, ta thích. Tiểu sửu nữ há cái miệng rộng, đang định cười to, bỗng nhiên cả người đằng không bay lên, xẹt qua bầu trời, biến mất trước mặt mọi người. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tô Bối Bối, tốt nhất đừng đánh chủ ý vào nữ nhân của ta. Bằng không, mặc kệ nam nữ gì, ta đều trực tiếp tiến đến Tây Thiên. Đúng là thú vị, rất thú vị. Lại có thêm vài người xuất hiện trong phòng khách. Căn phòng nho nhỏ tập trung đến 7-8 người. Chậc chậc, điểm số của các ngươi đúng là không ít. Lúc này, một tên lùn dáng người hèn mọn mang cặp mắt kính thật dày bỗng mỉm cười. Các ngươi hãy gia nhập công ty của ta đi, ta đảm bảo sẽ đóng gói các ngươi thành sát thủ đỉnh lưu thế giới, kiếm thật nhiều tiền. Có người bất mãn mắng, này, tên lùn kia, ngươi có câm miệng không? Ngươi mắng ai lùn đấy? Tên lùn đeo mắt kính trợn mắt nhìn sang, lão tử chỉ không cao, nhưng tuyệt đối không thấp. Trong gia tộc của ta là cao nhất rồi. Vậy các ngươi là thế gia người lùn sao? Có người chào phúng. Tên lùn mang mắt kính hừ lạnh một tiếng, người nào dám chào phúng ta đều phải chết, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hừ, ngươi thì tính cái gì, còn, phốc, người chào phúng tên lùn mang mắt kính còn chưa nói hết lời đã thổ huyết, chết bất đắc kỳ tử. Tiếp theo có thêm hai người nữa thổ huyết mà chết. Người này là ngũ độc đồng tử, chuyên dùng các loại khí độc, mọi người cẩn thận. Thì ra là hắn ta, nghe nói hắn ta làm người có thù tất báo, thường xuyên dùng khí độc tra tấn người khác, hơn nữa còn thích nam. Đúng, hắn ta hận nhất người khác chê hắn ta lùn. Nhìn tình huống, trước không trêu chọc người này. Những người trong phòng khách không khỏi kinh ngạc. Tên lùn mang mắt kính thấy người ở đây bị hắn ta trấn trụ, không khỏi đắc ý, chậm rãi vượt qua mọi người,
sau đó bước đến một chiếc ghế sofa, ngồi xuống. Lúc này, bên trên vang lên một âm thanh bất mãn, này, thằng lùn, ngươi có thể biến xa một chút không? Ngươi gọi ta cái gì? Tên lùn mang mắt kính lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ta cho ngươi gọi lại lần nữa. Lỗ tai của ngươi có vấn đề à? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đưa tay chỉ cao chỉ đối diện, người gọi ngươi là thằng lùn chính là hắn, không phải ta, mặc dù ngươi đúng là thằng lùn thật. Tên lùn mang mắt kính nhìn cao trị, rồi quay sang trừng mắt nhìn Hạ Thiên, dáng dấp hắn ta đẹp trai như thế, chắc chắn không thể không có tố chất, nhất định là ngươi gọi. Dáng dấp đẹp trai hay không đẹp trai có liên quan đến tố chất sao? Tô Bối Bối bó tay, trông mặt mà bắt hình dong đến kiểu như thế thật đúng là hiếm thấy. Tên lùn mang mắt kính lạnh lùng nhìn Tô Bối Bối, thái độ tức giận và ghen ghét, ngươi câm miệng cho ta, ngươi làm gì có tư cách nói chuyện ở đây? Nói chuyện thì không cần tư cách, ta muốn nói thì nói thôi. Tô Bối Bối lạnh giọng châm chọc, người không có tố chất giống như ngươi thì không có tư cách chỉ trích người khác không có tố chất. Ta nói ngươi không có tư cách thì ngươi không có tư cách. Tên lùn mang mắt kính đẩy khung mắt kính của mình lên, ánh mắt lóe lên ánh sáng âm độc, không khỏi đắc ý, người dám nói chuyện với ta như vậy, bình thường không sống quá 10 phút. Tô Bối Bối cũng không tin. Lạnh giọng phản bác, chút bản lãnh này của ngươi có thể dọa được ai? Hừ, ngươi đã trúng khí độc ngũ rượu của ta. Tên lùn mang mắt kính có chút đồng tình nhìn Tô Bối Bối, sau mấy giây, ngũ quan của ngươi sẽ dần dần héo nát. Đầu tiên là mắt mù, sau đó là vỡ răng, lỗ tai bị điếc, tóc rụng, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ dần dần mục nát, cuối cùng biến thành một đống thịt nhão. Lời nói nghe rất hời hợt, nhưng không ít người trong phòng khách lại lộ ra vẻ sợ hãi. Sát thủ trên thế giới xác thực đều có tay nghề. Nhưng nghề của đa số người hoặc dựa vào vũ khí lạnh hoặc dựa vào vũ khí nóng. Chỉ dựa vào khí độc để giết người chỉ có vị ngũ độc đồng tử này. Hơn nữa, hắn ta còn mở công ty, chuyên dùng để mở rộng khí độc dùng để giết người của hắn ta. Khi làm việc, đa số sát thủ và người đại diện đều rất ghét hắn ta nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là khí độc của tên gia hỏa này thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngươi không cảm thấy mình quá bá đạo sao? Cao trị không nhịn được bất bình dùm Tô Bối Bối, vị mỹ nữ kia cũng không trêu chọc ngươi, nhưng ngươi lại ra tay độc ác với nàng ấy như thế. Tên lùn mang mắt kính khinh thường hỏi, thế nào? Ngươi đau lòng à? Đau cái gì mà đau, cũng đâu phải nữ nhân của ta. Cao trị bị ánh mắt của tên lùn mang mắt kính làm khó chịu. Còn nữa, ngươi tốt nhất đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Nếu không, ngươi đừng trách ta móc hai mắt của ngươi ra. Ha ha, mắt của ta đang ở đây, ngươi có thể đến thử một chút. Tên lùn mang mắt kính hơi nghiêng người, hai tay tự nhiên đặt bên cạnh chân cao trị, dù gì ngươi cũng muốn móc tim của ta mà, ta cam đoan không tránh đâu. Cao trị trừng mắt, biến, con mẹ nó thật buồn nôn. Ha 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 ha. Tên lùn mang mắt kính chẳng những không tức giận mà còn cười đắc ý, ta biết các ngươi đều khinh thường ta, trong lòng còn rủa ta đi chết đi, nhưng tất cả các ngươi đều không làm gì được ta, hơn nữa mạng của các ngươi đều nằm trong tay ta. Mắt của ta, tại sao lại không nhìn thấy? Tên lùn mang mắt kính đang quát tháo, bỗng nhiên cảm thấy mắt hơi đau, tiếp theo tầm mắt mơ hồ, rất nhanh miệng nát, răng rơi lộp độp xuống đất, lỗ tai cũng bắt đầu chảy mủ. Đây không phải là những triệu chứng mà hắn ta vừa mới nói sao? Có người la hoảng lên. Đúng, hắn ta đã nói với vị mỹ nữ kia. Tại sao lại phát sinh trên người của hắn ta? Không biết nữa, chẳng lẽ hắn ta không phải không bị khí độc khống chế sao? Vậy chúng ta có cần rút lui hay không? Chấm. Đám người trong phòng khách mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Bọn họ suy nghĩ, dự định tạm thời rời khỏi chỗ này. Là ai lại dám dụng độc với ta? Tên lùn mang mắt kính lấy lại tinh thần, uống mấy viên thuốc, rốt cuộc khôi phục lại bình thường, căm tức nhìn tất cả mọi người, trước khi ta còn chưa biết rõ là ai đã làm, người nào dám đi, người đó sẽ phải chết. Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên, nàng biết rất rõ, ở đây ngoại trừ hắn, thật đúng không còn ai có thể lặng lẽ im ắng làm được mấy chuyện này. Xem ra khí độc của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Cao Chí mỉm cười. Có chút giễu cợt, ngươi lại bị người khác dùng trên chính cơ thể của mình, đúng là buồn cười. Có phải ngươi hay không? Tên lùn mang mắt kính cũng không nổi giận với Cao Trị,
âm độc nhìn Tô Bối Bối, xem ra ta đã chủ quan, ngươi ngược lại có chút bản lãnh nhưng tiểu tiện, phốc. Hắn ta còn chưa nói hết câu, cả người đã bay lên như đạn pháo đụng vào bức tường, sau đó rơi xuống đất. Là ngươi, lúc này tên lùn mang mắt kính rốt cuộc phát hiện ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi dám ra tay với ta, xem ra ngươi không còn kiên nhẫn sống tiếp. Ngươi không kiên nhẫn sống tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ban đầu, ngươi muốn làm gì, hoàn toàn không liên quan đến ta. Ai bảo tên ngốc ngươi cứ nhất định gây sự với bối nha đầu, vậy thì ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Tên lùn mang mắt kính chậm rãi đứng dậy, bên ngoài cơ thể dâng lên một luồng khí tức mỏng nhạt, ánh mắt âm độc, xem ra, ngươi còn chưa lĩnh giáo qua lợi hại của khí độc ngũ diệu, cho nên ngươi mới dám khoác lác ở đây. Như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời khó mà quên được bài học này, để ngươi đến địa phủ cũng không thể quên được khí tức đó. Được rồi, thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên tùy ý phất tay, cái loại khí độc ngũ diệu đó của ngươi, 20 năm trước ta đã chơi rồi, tỉnh lại đi. Đúng là rõng rạc, tên lùn mang mắt kính tức giận đến phổi muốn nổ tung, ngươi nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20, còn dám thổi ra châu như thế. Ngươi cho rằng ngươi là ai, độc vương sao? Hạ Thiên đáp, độc vương đã sớm chết trong tay đại sư phụ của ta 30 năm trước. Ngươi còn ở đó mà thổi nữa. Tên lùn mang mắt kính cau mày, đưa tay phóng ra xương độc cuồn cuộn về phía Hạ Thiên, đi chết đi. Xương độc cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Những người khác nhìn thấy, lập tức chạy đi. Bữa tiệc tối này không ăn cũng được, không cần thiết phải vì thế mà đánh mất mạng của mình. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Hạ Thiên, Tô Bối Bối và Soái Ca Cao Chí, còn có tên lùn mang mắt kính phóng ra khí độc. Ngươi còn dám gì thì thả hết đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thả xong thì tự mình hút hề trở về, đừng làm ô nhiễm không khí, tránh sự nghiệp môi trường nặng nề thêm. Tên lùn mang mắt kính thấy khí độc của mình không hề có chút thành công nào, không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc ngươi là ai lại có thể miễn dịch khí độc của ta? Ta đã nói từ trước, khí độc này của ngươi là thứ mà ta đã chơi khi còn bé dư lại. Hạ Thiên khinh thường nhìn tên lùn mang mắt kính, loại ngu ngốc như ngươi mà cứ tưởng mình là bảo bối gì. Nếu là như vậy, ngươi hãy tự hút trở về rồi từ từ hưởng thụ. Ngươi, tên lùn mang mắt kính còn muốn nói tiếp điều gì, bỗng miệng và mũi không chịu sự khống chế của hắn ta, lập tức dốc hết sức hút toàn bộ khí độc trở về. Tuy nhiên, vừa rồi hắn ta thả ra khí độc, nhưng thật ra là cất trong một cái túi giấu trong quần áo, cũng không lây nhiễm làn da của mình. Bây giờ hút trở về, lại dùng thẳng mũi và miệng hút vào trong phổi. Tên lùn mang mắt kính có danh xưng ngũ độc đồng tử, nhưng hắn ta lại không có thể chất bách độc bất xâm. Chỉ hút vài giây, sắc mặt của hắn ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, rất nhanh đổi thành màu xanh, cuối cùng biến thành một bãi nước đọng. Khí độc thật lợi hại, Cao Trị vừa rồi nín thở, lúc này mới dám lên tiếng nói chuyện. Hạ Thiên trả lời, loại khí độc này chỉ là trò chơi trẻ con, có gì lợi hại chứ? Ta đã sớm nghe nói y thuật của ngươi không tệ, bây giờ xem ra, không chỉ là không tệ, Cao Chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên là đệ nhất thần y, Tô Bối Bối ngược lại thay Hạ Thiên giải thích, chút khí độc này đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Nếu các ngươi có bệnh nào không thể chữa được, có thể tìm hắn, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải rất có tiền. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Tô Bối Bối, bối nha đầu, nàng học cách tuyên truyền cho ta từ khi nào vậy? Thuận miệng mà thôi, Tô Bối Bối đáp. Vừa lúc eo ta gần đây hơi bị đau, người có thể trị được không? Cao Trị vỗ eo của mình, đưa mắt nhìn Hạ Thiên, phí xem bệnh thì dễ rồi, ta không thiếu tiền. Hạ Thiên nhìn Cao Trị, thận của ngươi bị phế rồi, không chữa được đâu, chờ chết đi. Cao Trị im lặng, tức giận nhìn Hạ Thiên, ngươi nói thật hay giả? Ta chưa từng nói giả. Hạ Thiên thành thật trả lời, nhất là lúc xem bệnh. Vậy thì cũng chẳng có lý do thận bị phế thì lại chờ chết. Cao Trị vẫn không tin, vô thức phản bác huống chi, ta cũng chỉ đau thắt lưng mà thôi, cũng đâu có gì đáng ngại. Hạ Thiên nói, có tin hay không thì tùy ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ngươi biết chữa bệnh hơn thiên hạ đệ nhất thần y ta, vậy thì ngươi cứ kiên trì suy nghĩ của mình, đừng tùy tiện thay đổi, hậu sự cũng có thể đồng bộ chuẩn bị. Cao Trị một lần nữa không phản bác được. Lúc này, có người từ đại sảnh chậm rãi bước đến phòng khách,
cười lớn, ha ha ha, để các vị chờ lâu, a, à, tại sao chỉ còn có ba người? Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Người đến thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, còn có mái tóc vàng khiến người ta hâm mộ, nhìn qua là một mỹ nam tử chuẩn quý tộc châu Âu. Vị mỹ nam tử này thản nhiên đáp, ta chính là bá tước Cuồng Hoan, chủ nhân của mười mấy hòn đảo gần đây, là người tổ chức tiệc mừng năm mới lần này, cũng là chủ nhân của bữa tiệc tối. Bá tước Cuồng Hoan, người tập trung chúng ta ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Cao trị không nhịn được liền hỏi, có phải ngươi có âm mưu gì không thể để cho người ta biết? Này, đừng có há miệng ra là âm mưu này, ý đồ nọ chứ. Bá tước Cuồng Hoan mỉm cười, lập tức hỏi lại, lần này ta mời 10 vị khách, tại sao chỉ còn lại 3 vị? Ai trong số các ngươi có thể giải thích cho ta biết được không? Nói thật ra là còn 4 người. Cao trị dùng mũi chân của mình chỉ vào vũng máu cách đó không xa, ở đây còn một, nhưng đã biến thành chất lỏng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bá tước Cuồng Hoan bất mãn cau mày, các ngươi đã giết hết khách của ta. Tên ngu ngốc đó bị độc khí của mình độc chết. Hạ Thiên tùy ý đáp, những người khác thì bị hù chạy, chẳng có liên quan gì đến chúng ta. Bá tước Cuồng Hoan thở dài, có chút tiếc nuối, vốn dĩ ta định tập hợp một nhóm tân binh trong thế giới sát thủ, sau đó sẽ nghĩ tới tương lai và thảo luận về một số công việc kinh doanh tương đối lớn. Bây giờ xem ra là không thể. Có công việc kinh doanh gì thì cứ trực tiếp giao cho thất thánh đồ chúng ta là được. Cao trị lên tiếng đầu tiên, kiêu ngạo nói, không có tổ chức sát thủ nào trên thế giới có thể vượt qua chúng ta. Trước mặt ám ảnh đoàn, các ngươi chỉ là đồ thừa, hoàn toàn không đáng chú ý. Hạ Thiên lười biếng phản bác một câu, cái gọi là thất thánh đồ dường như cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Cao trị lắc đầu, cười nói, những người đã chết chỉ là thành viên dự bị. Thất thánh đồ vĩnh viễn sẽ vẫn 7 người, không nhiều cũng không ít. Ý là vĩnh viễn không bao giờ thiếu đủ số. Tô Bối Bối trêu chọc. Hạ Thiên cũng mỉm cười, bối nha đầu, lời này của nàng thật sự nói trúng tim đen đấy. Ta chỉ hợp tác với người mạnh nhất mà thôi. Bá tước Cuồng Hoan mỉm cười, biểu hiện cao thâm mà chắc, danh tiếng thịnh nhất gần đây cũng chỉ có hai nhà các ngươi. Ám ảnh đoàn đã là quá khứ. Cao trị nhấn mạnh, cho dù Hạ Thiên đích thân xuất mã, nhận được hai phiếu bầu cũng không cứu vãn nổi đại thế. Hạ Thiên cũng lười suy nghĩ những cái không có, nói thẳng, người không cần nói nhảm nhiều như vậy, người nào thắng đến cuối cùng người đó mạnh nhất. Ngươi nói đúng, Cao trị đồng ý với thuyết pháp này, dù sao cũng còn chút thời gian, chúng ta cũng không ngại nhìn xem rốt cuộc là ám ảnh đoàn của ngươi hay là thất thánh đồ của chúng ta thắng đến cuối cùng. Bá tước Cuồng Hoan cũng cảm thấy có chút thú vị, cười nhạt cũng được, thời gian còn sớm, chúng ta có thể chờ. Không cần thiết phải chờ. Hạ Thiên cảm thấy hơi nhàm chán, ta cứ thẳng tay xử lý hai người các ngươi là được. Gương mặt bá tước Cuồng Hoan hiện lên sự kinh ngạc, kỳ quái nhìn Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, lời này của ngươi có ý gì? Có phải ngươi cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình rất tốt? Hạ Thiên khinh thường nói, ta không ngại nói cho ngươi biết. Trên thế giới này không ai qua được mắt của ta. Bá tước Cuồng Hoan cau mày, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không thể không nhắc lại một chút, nơi này là tòa thành của ta. Nếu ngươi muốn bình yên không có việc gì, tốt nhất ngươi nên tuân theo quy tắc của ta. Hạ Thiên cười nói, thật ngại quá, ta chỉ dựa theo quy tắc của ta mà làm việc, ngươi thì tính là gì chứ? Xem ra ngươi không có ý định còn sống rời khỏi đảo Cuồng Hoan. Ánh mắt bá tước Cuồng Hoan hiện lên sát ý, căn phòng cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn có mấy tấm gương vỡ nát, biến thành vụn băng. Chỉ chút bản lãnh này thôi sao? Hạ Thiên lại càng thêm khinh thường, vậy ngươi cũng đừng để bị mất mặt, mau bảo chính chủ ra đây. Cao trị nghe được ý trong lời của Hạ Thiên, không khỏi hỏi, ý của ngươi là người này không phải bá tước Cuồng Hoan. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ông ta phải? Hạ Thiên thuận miệng hỏi lại. Sao, lúc này, Cao trị mới chăm chú đánh giá bá tước Cuồng Hoan trước mắt, hình như có chút không thích hợp. Bá tước Cuồng Hoan cảm thấy mình bị sỉ nhục cực lớn, lạnh lùng nói, ngươi cũng dám chất vấn bá tước, các ngươi đúng là gan to bằng trời. Nếu không cho các ngươi một bài học, các ngươi còn tưởng bổn bá tước mềm yếu dễ bắt nạt. Vậy thì ngươi mau ra tay đi. Hạ Thiên cười nói, vừa lúc để cho ta nhìn thấy ngươi có bản lãnh gì. Lĩnh vực bá tước huyết biên Cuồng Hoan.
Bá tước cuồng hoan đã thật sự nổi giận, cả người tức đến mức biến hình. Cơ thể ông ta đột nhiên cao hơn 10 mét, quần áo cũng trong nháy mắt biến thành đấu bồng to lớn, giống như đêm tối, gần như bao cả tòa thành lại. Lập tức có vô số tiếng huýt sáo nhỏ vang lên. Huyết biên bức, gương mặt cao trị lộ ra sự ngưng trọng. Quả nhiên, bên trong huyết vụ, vô số con rơi đen nghịt bay về phía bọn họ. Bối nha đầu, nàng cẩn thận một chút, đừng để những thứ này dính vào. Hạ Thiên thuận miệng nhắc nhở Tô Bối Bối. Ánh mắt Tô Bối Bối ngưng lại, trịnh trọng hỏi, chẳng lẽ những con rơi này rất lợi hại? Không lợi hại, đánh sẽ nát thôi. Hạ Thiên lắc đầu, nhưng chúng rất hôi, hơn nữa cũng không dễ rửa sạch. Nếu nàng bị dính vào, đoán chừng phải cần ta giúp nàng tắm 3 ngày 3 đêm mới sạch. Mặc dù ta rất tình nguyện nhưng ta sợ nàng không đủ kiên nhẫn. Tô Bối Bối im lặng. Tuy nhiên, lời của Hạ Thiên đã khiến nàng bắt đầu cẩn thận. Nàng đúng là người thích sạch sẽ. Mặc dù còn chưa đến mức mắc căn bệnh thích sạch sẽ nhưng có thể không dính thì tốt nhất không nên để dính. Đến rồi, ánh mắt Tô Bối Bối chăm chú nhìn đám rơi đang bay đến. Bối nha đầu, nàng cũng đừng nhúng tay vào, đứng sau lưng ta đi. Mặc dù vừa nãy Hạ Thiên trêu chọc Tô Bối Bối, nhưng khi sự việc lâm đầu, hắn cũng không muốn mấy thứ loạn thất bát tao này dính vào Tô Bối Bối. Tô Bối Bối cũng không giả mồm, trực tiếp đứng ra sau lưng Hạ Thiên, nhưng vẫn cảnh giác như cũ. Đúng là bừa bãi, Cao Trị biến sắc, bỗng móc một thanh kiếm từ trong ngực ra, vung một cái đánh ra mấy chục kiếm hoa nghênh đón đám rơi. Hạ Thiên cũng không có động tác gì đặc biệt, chỉ lấy ra một cây ngân châm nhẹ nhàng điểm một cái về phía đám rơi. Một bức tường vô hình ngăn cách toàn bộ đám rơi lại. Cảm giác thế nào? Bá tước cuồng hoan mỉm cười, từ giữa không trung rơi xuống, đây chỉ là món khai vị mà thôi. Ta chỉ muốn nói cho các người biết, ở pháo đài này, trên hòn đảo này, ta mới là chúa tể duy nhất, ai cũng không thể làm trái ý của ta. Hạ Thiên một chút cảm giác cũng không có. Ngáp một cái, chỉ có cái này thôi sao? Không còn thứ nào kích thích hơn à? Nếu ngươi không dừng lại, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Cao chỉ có chút không kiên nhẫn, kiếm trong tay dính huyết dịch hôi thối. Hắn ta nói với bá tước cuồng hoan, ngươi có tin ta một kiếm chém đứt cái đầu chó của ngươi hay không? Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn bá tước sẽ không bắt các ngươi. Bá tước cuồng hoan cười rộ lên. Hơn nữa ta còn có mấy vụ làm ăn giao cho các ngươi, cam đoan các ngươi sẽ kiếm được tiền tài không cách nào tưởng tượng được. Cao Trị bỗng ném thanh kiếm trong tay xuống, kiếm tiền à, cũng không tồi. Bành! Hạ Thiên lại đâm ra một châm, giết chết toàn bộ đám rơi, nổ chúng thành một vũng máu đen. Tuy nhiên, máu đen giống như có linh tính, hội tụ cùng một chỗ, chậm rãi chảy vào khe hở dưới sàn nhà. Sớm làm như vậy không phải tốt hơn sao? Bá tước cuồng hoan thu lại rất nhiều huyễn tượng, tiếp tục ngồi xuống ghế chủ vị, cười nói, thật ra, ta tổ chức cuộc tranh tài giữa các sát thủ chính là muốn tìm ra một sát nhân vương cuối cùng thay ta đi giết người. Hiện tại, ta đã nhìn thấy bản lãnh của hai vị, thật sự khó phân cao thấp. Ta quyết định để cả hai cùng làm, ai thành công, tiền sẽ thuộc về người đó. Cao Trị thản nhiên nói, ngươi nói bao nhiêu tiền trước đi. Là một con số thiên văn. Bá tước cuồng hoan nhếch miệng cười một tiếng, không khỏi đắc ý, đủ cho các ngươi mua 100 hòn đảo như thế này ở nước ngoài, cả nhà già trẻ tiêu 8 đời cũng không hết, hơn nữa còn có một chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Ngươi bỏ ra nổi giá tiền đó sao? Cao Trị không tin. Bá tước cuồng hoan mỉm cười đắc ý, thản nhiên nói, ta đương nhiên không bỏ ra nổi nhưng ta có đường. Bá tước đại nhân, ngươi muốn giết ai vậy? Tâm Cao Trị run lên, có chút cẩn thận hỏi. Bá tước cuồng hoan cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, các ngươi có nghe qua Thiên Cung không? Hạ Thiên nghe được cái tên này, ngược lại cảm thấy hứng thú nhưng cũng không chen vào, chờ vị bá tước kia nói tiếp. Tô Bối Bối cũng đã nghe đến tổ chức đó, dù sao nàng cũng đã từng giao thủ với người của tổ chức này. Thiên Cung, con ngươi Cao Trị co rụt lại, hơi chút sợ hãi, ngươi không phải muốn giết chủ nhân Thiên Cung chứ? Đúng, ta muốn giết nàng ta. Bá tước cuồng hoan mỉm cười đắc ý, có thể nói như vậy, chỉ cần cung chủ Thiên Cung vừa chết, ta có cách lấy được 60% tài phú của Thiên Cung. Đến lúc đó, chúng ta có thể chia theo tỷ lệ 37. Cao Trị cao mày, ai mới là 7 phần?
7 phần là của ta. Bá tước cuồng hoan hừ lạnh, các ngươi 3 phần nhưng cũng đủ cho các ngươi hưởng dụng 8 đời cũng không hết. Cao chỉ cười lạnh, ngươi đúng là gõ bàn tính hay thật. Cung chủ Thiên Cung Tuyệt không phải phàm nhân, muốn giết nàng ta, tất phải bỏ ra cái giá cực kỳ thảm liệt. Ngươi lại chia cho chúng ta có 3 thành, ngươi quá keo kiệt, thật không sợ chúng ta lén lút đi mật báo sao? Bổn bá tước ta đã nói qua, bá tước cuồng hoan xác thực không lo lắng vấn đề này, đảo cuồng hoan là địa bàn của bổn bá tước. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không thể an toàn rời đi. Ngươi đang uy hiếp chúng ta, Cao Chỉ chậm rãi đứng lên nói với Hạ Thiên, ngươi cảm thấy có thể đáp ứng điều kiện này của ông ta không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý. Ngươi nghe rõ chưa, Cao Chỉ lạnh lùng nhìn bá tước cuồng hoan. Khinh thường nói, đảo nát này của ngươi có thể vây khốn được người khác nhưng tuyệt đối không có khả năng vây khốn được ta, bởi vì ta là thất thánh đồ, còn là người của trường sinh thánh điện. Bá tước cuồng hoan mỉm cười, tiện tay rót một ly rượu đỏ đưa cho Cao Trị, người bình tĩnh lại, cần chi phải tức giận như thế. Nói cho cùng, chẳng lẽ các ngươi không động tâm? Động tâm, Cao Trị lạnh giọng nói, trong thiên cung, nội tứ đại thiên vương thôi cũng đủ cho ta uống một bình rồi. Không cần lo lắng, cái gọi là tứ đại thiên vương, hiện tại có thể chiến được cũng chỉ có một người. Bá tước cuồng hoan thản nhiên đáp, hơn nữa, còn bởi vì một số nguyên nhân không biết tên, cơ thể của cung chủ thiên cung cũng đang trong thời điểm suy yếu nhất. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết chết nàng ta. Hạ Thiên hoàn toàn không lo lắng, bởi vì đám thiên vương kia đã bị hắn xử lý rồi. Chỉ cần cung chủ thiên cung vừa chết, bá tước cuồng hoan nói tiếp. Đến lúc đó, tên thiên vương còn sót lại cũng không đủ gây sợ hãi. Có thể chia được bao nhiêu tài phú chỉ dựa vào chúng ta có thể dọn đi được bao nhiêu. Khoan đã, ngươi nói kinh hỉ ngoài định mức là chỉ cái gì? Đương nhiên là thuốc trường sinh bất tử rồi. Ngươi không phải là quỷ hút máu, đã trường sinh bất tử rồi sao? Tô Bối Bối tò mò hỏi. Ta chỉ trường sinh bất lão, cũng không phải không chết. Bá tước cuồng hoan bất mãn nói, thậm chí ngay cả bất lão cũng không tính, bởi vì lúc nào ta cũng phải hút máu mới có thể duy trì thanh xuân cho mình, hơn nữa còn không thể ra ngoài vào ban ngày. Ngươi nói thuốc trường sinh bất tử thật sự tồn tại sao? Cao Trị ngược lại cảm thấy hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm bá tước cuồng hoan. Bá tước cuồng hoan cười lạnh, hỏi ngược lại, đương nhiên là tồn tại rồi. Không phải đại thiên sứ trường sinh thánh điện các ngươi vẫn còn sống đến bây giờ sao? Gương mặt Cao Chỉ hiện lên vẻ không được tự nhiên, lập tức chuyển sang chủ đề khác, thiên cung là quái vật khổng lồ, người xác định chỉ cần một sát thủ đỉnh tiêm thế giới là có thể giết được cung chủ thiên cung sao? Ta tự có cách, bá tước cuồng hoan nhìn Cao Chỉ và Hạ Thiên, vấn đề bây giờ là, hai người các ngươi phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Thành công, các ngươi sẽ hưởng dụng vinh hoa phú quý không hết, hơn nữa còn có thể trường sinh bất tử. Không thành công, khẳng định chỉ có một chữ chết. Cao Chỉ không khỏi im lặng. Không hứng thú, Hạ Thiên khá dứt khoát. Dù sao, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì trường sinh bất tử, tất cả đều không có chút lực hấp dẫn đối với hắn, ta chỉ đến xử lý bá tước cuồng hoan. Ngươi gọi ông ta ra đây nhận lấy cái chết là được. Bá tước cuồng hoan cười nhạo, chỉ vào Hạ Thiên, xem ra ngươi không có ý định hợp tác. Đã như vậy, ngươi không còn giá trị sống tiếp. Ngươi mới là không có giá trị sống tiếp. Hạ Thiên nhìn không được thở dài, vốn ngươi chỉ là thế thân, lại còn có cảm giác thành tựu. Ngươi ngay cả quỷ hút máu cũng không phải, đừng nói trường sinh bất tử, thật ra mạng của ngươi cũng không còn kéo được mấy ngày. Đánh giám, bá tước cuồng hoan giận tái mặt, áo khoác phung lên, vô số rơi phóng tới Hạ Thiên, ngươi chết cho ta. Hạ Thiên khinh bỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay một cái, quét đám rơi thành tàn ảnh vỡ vụn. Ồ! Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Bá tước cuồng hoan sửng sốt, lại vung áo khoác, thả ra nhiều rơi hơn. Tô Bối Bối bỗng một cước đạp bay bá tước cuồng hoan, sau đó thuận thế dẫm chân lên áo của ông ta, ta cũng nhìn ra được ngươi không phải quỷ hút máu. Ngươi giống như nhà ảo thuật hơn. Xoẹt! Một tiếng vang giòn, áo khoác của bá tước cuồng hoan trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra những đường ống chồng chất tràn ngập máu đỏ bên trong. Huyết dịch thông qua đường ống phun ra ngoài, biến thành huyết biên bức, nhưng thời gian sống sót chỉ có hạn, chỉ có thể dùng để dọa người một chút mà thôi.
Các ngươi chờ đó cho ta. Sau khi mất đi áo khoác, bá tước cuồng hoan biến sắc, lập tức quay người trốn ra khỏi tòa thành. Cao Chỉ tức đến toàn thân phát run, một cước giẫm bá tước cuồng hoan xuống đất, ta bị một tên hề như ngươi lừa gạt, quả thật là một sự sỉ nhục. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đừng, đừng giết, lúc này, bá tước cuồng hoan mới nhận sợ, vội vàng nói, mặc dù ta chỉ là thế thân nhưng những lời vừa nãy cũng là bá tước đại nhân bảo ta chuyển cáo cho các ngươi. Bá tước đã hơn 100 năm không lộ mặt, có lời gì cũng đều do ta truyền đạt. Nếu giết ta, các ngươi sẽ không còn đường câu thông với bá tước đại nhân. Đi chết đi, Cao Trị đã xấu hổ không chịu nổi, hoàn toàn không nghe nổi bất kỳ lời giải thích nào, một kiếm phá vỡ yết hầu của tên giả mạo. Tô Bối Bối cảm thấy cứ như vậy mà giết chết thì thật có chút đáng tiếc, cứ như vậy mà giết sao? Giết thì giết, có chuyện gì không? Cao Trị nhìn Tô Bối Bối, ngươi có ý kiến? Dĩ nhiên là có ý kiến, thậm chí ta còn hoài nghi ngươi giết người diệt khẩu. Tô Bối Bối thản nhiên nói, ngươi có phải là hắc thủ đằng sau không? Hạ Thiên mỉm cười, nói với Tô Bối Bối, bối nha đầu, nàng ngược lại học được cách nói chuyện của ta, nhưng câu hỏi này sai rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tô Bối Bối nhìn thoáng qua bá tước cuồng hoan giả mạo đã chết, rốt cuộc lão bá tước cuồng hoan đó muốn làm gì? Điều này thật ra rất dễ đoán. Cao Chỉ ung dung đáp, tên giả mạo đó đã nói qua, lão bá tước sở hơi kia đã hơn 100 năm không lộ mặt qua, ông ta chỉ là công cụ truyền lời. Nhìn đám quái vật có vẻ loạn thất bát tao trên đảo, thật ra câu trả lời đã vô cùng sống động. Nói tiếng người đi, Tô Bối Bối nhịn không được chừng Cao Trị một cái. Hạ Thiên thường xuyên nói như vậy thì thôi đi, ngươi là ai mà cũng chơi chiêu này. Cao Trị nhất thời im lặng, thật ra hắn ta cũng không biết, chỉ muốn làm bộ mà thôi. Cơ thể của bá tước cuồng hoan đoán chừng đã xảy ra vấn đề hơn 100 năm trước. Hạ Thiên chậm rãi lên tiếng, cho nên lão ta mới không ngừng gạt người đến làm thí nghiệm cho lão. Tuy nhiên, y thuật của lão lại không cao, tiến hành gần trăm năm cũng chỉ cho ra những con quái vật đó. Bây giờ, ta đoán chừng lão đã đạt đến cực hạn, cho nên mới có những hành động mất trí như thế. Đúng là mất trí thật, Tô Bối Bối có chút nghĩ không thông, cơ thể có vấn đề thì đi tìm bác sĩ, đầu óc có bệnh thì tìm sát thủ làm gì. Điều này nói rõ tình trạng cơ thể của ông ta không phải bác sĩ có thể giải quyết. Cao Trị nói ra suy đoán của mình, có thể cứu ông ta cũng chỉ có thuốc trường sinh bất tử của thiên cung, nhưng loại bảo bối như thế, cung chủ thiên cung nhất định sẽ mang theo trên người. Tô Bối Bối lắc đầu, vẫn không thể hiểu được, đầu óc của bá tước cuồng hoan đúng là có bệnh. Ông ta có bệnh, lại muốn biến chúng ta thành công cụ, đúng là buồn cười. Sắc mặt Cao Trị lạnh dần. Nói với Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không tức giận à? Chỉ bằng chúng ta cùng nhau bắt chân thân ông ta đến đây. Hạ Thiên cười hỏi, sau khi bắt đến thì sao? Đương nhiên là đòi chỗ tốt rồi. Cao Chỉ bất bình nói, lão tử bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực như vậy, còn chết rất nhiều người như thế, nếu không được đền bù tổn thất, về sau còn mặt mũi nào mà quay về? Ngươi còn mặt trở về hay không, cái này ta không biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng ngươi rất có thể không còn mạng để trở về. Cao Trị đề phòng nhìn Hạ Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì? Đừng quên, ta đến cái nơi rách nát này là do thất thánh đồ các ngươi gửi khiêu khích. Hạ Thiên hờ hững trả lời, không xử lý đám ngu ngốc các ngươi, làm sao ta có thể giao phó với vợ sư tỷ, còn có vợ sát thủ nữa. Muốn giết thì cứ giết, vừa lúc ta cũng muốn so cao thấp với ngươi. Cao Trị ngược lại không sợ, nói thẳng, nhưng hiện tại không phải lúc, làm gì cũng phải giải quyết bá tước cuồng hoan trước rồi nói. Tô Bối Bối không khỏi nghĩ đến điều gì đó, bá tước cuồng hoan đã gần trăm năm không lộ diện, vậy tại sao ông ta lại có thể cam đoan tên giả mạo kia có thể 100% chiếu theo lời của ông ta mà làm? Trừ phi, Cao Trị nhìn chung quanh, bất cứ nơi nào trong lâu đài này đều có tai mắt của ông ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, cũng có thể bá tước cuồng hoan chính là tòa thành này. Sao, toàn thân Cao Trị run lên, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Lúc này, cả tòa thành bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Không phải chuyển động kiểu địa chấn, cũng không phải lắc lư khi bị cơ quan thúc đẩy mà là sự vặn vẹo của một sinh vật. Một tòa thành bảo lại có sinh mệnh, bắt đầu chuyển động. Trong màn đêm, tòa thành biến thành một con quái thú không thể diễn tả. Cao Trị bị dọa đến nhảy dựng lên,
cảm giác hắn ta dường như bị một con quái thú nuốt chửng. Hắn ta nhảy lên, muốn thoát khỏi cái nơi rách nát này. Kết quả, hắn ta vừa mới bay lên, hai bức tường đã trực tiếp ngăn đường đi của hắn ta lại, còn đập hắn ta vào một cái hố sâu không thấy đáy. Bối nha đầu, đừng nhúc nhích. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy Tô Bối Bối, để ta xem nó muốn giở trò quỷ gì. Hạ Thiên không phải sợ mà là cảm thấy tòa lâu đài có chút thú vị, vừa lúc cũng muốn gặp bá tước Cuồng Hoan, xem ông ta có thể bày ra thủ đoạn gì. Ai bảo hòn đảo này thật sự quá nhàm chán. Dị động không đơn thuần phát sinh trong thành bảo, mà còn phát sinh cùng một lúc trên mấy chục hòn đảo gần đó. Cuối cùng, tất cả người trên đảo và sinh vật đều bị một cái hố cực lớn nuốt mất. Một lát sau, đảo Cuồng Hoan im ắng trở lại. Ngoại trừ đèn đuốc rực rỡ ra, không còn bất kỳ sự sống nào, giống như chưa từng có người tồn tại qua. Chấm. Hạ Thiên ôm lấy Tô Bối Bối, mặt không biểu cảm ngồi trên ghế salon, mặc cho sàn nhà trong thành bảo xê dịch, cuối cùng ngừng lại trong phòng gian phòng bốn phía đều là gương. À, mọi người cũng ở đây sao? Tô Bối Bối nhìn thấy có mấy người quen trong phòng. Xem ra các người chơi vui vẻ thật. Isabella nhìn thoáng qua Hạ Thiên, còn ta thì phải vất vả làm việc. Hạ Thiên mỉm cười nói, vợ sát thủ, nàng không lừa được ta đâu. Nàng rõ ràng cũng đang chơi mà. Đây là đâu vậy? Hứa Kiều Na xoa đầu của mình, hoảng hốt hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã bị đám quái vật đó nuốt vào bụng? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tô Bối Bối thản nhiên đáp, nơi này hẳn là mật thất bên dưới hòn đảo, là bá tước Cuồng Hoan giở trò quỷ. Isabella gật đầu, đúng vậy. Trước giờ vẫn có lời đồn, nói trên đảo Cuồng Hoan có người dùng nhân thể làm thí nghiệm, nhưng bởi vì người này ở hải ngoại, lại thường có đám nhà giàu vãng lai, trên cơ bản không ai nghĩ đến chuyện nhúng tay vào chuyện không đâu này. Ai nói, thiên kiêu chúng ta đã sớm điều tra nó. Hứa Kiều Na bất mãn nói. Ha ha, vậy ngươi có biết, thiên kiêu chính là tổ chức do chính bá tước Cuồng Hoan thành lập không? Isabella cười hỏi. Hứa Kiều Na không tin, không thể nào. Ngươi không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường thôi. Isabella mỉm cười khoát tay, cũng không tiếp tục đả kích Hứa Kiều Na. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã đến đây rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ nhìn thấy được bá tước Cuồng Hoan. Hứa Kiều Na có chút lo lắng, ta vẫn chưa tìm được em gái của mình. Vậy ngươi tiếp tục tìm đi. Isabella nhắc nhở, cũng có thể nằm cạnh bên, tuy nhiên ngươi phải cẩn thận. Ai biết được trong lòng đất này có con thiêu thân nào? Lúc này, trong phòng bỗng sáng lên ánh đèn, tiếp theo, một giọng nói tang thương vang lên, các vị tân khách, xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến nhạc viên dưới lòng đất của ta. Bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn, trò chơi trực tiếp tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nghe giọng nói này có vẻ không còn sống lâu nữa. Hạ Thiên cười nói, bây giờ mà còn muốn chơi trò gì nữa? Chưa chút thời gian để lại di ngôn không tốt hơn sao? Âm thanh tang thương kia vẫn còn líu lo không ngừng. Hạ Thiên nghe xong có chút phiền muộn, trực tiếp đánh một quyền vào vách tường, được rồi, im miệng và hiện nguyên hình cho ta đi. Một quyền này lực đạo 10 phần. Từng mảng vách tường bị dạn nứt, ầm ầm rơi đầy đất. Lộ ra những sợi dây leo màu đỏ kỳ quái bên trong bức tường giống như mạch máu. Sau khi đống dây leo bị đánh vỡ, máu thật đậm đặc văng tung tóe xung quanh. A, à, sâu trong lòng đất truyền đến tiếng hét thảm. Rất tốt, xem ra ngươi đang ẩn núp bên dưới. Hạ Thiên lại mỉm cười, tiếp theo là một quyền nặng nề đánh xuống đất. Mặt đất sụp đổ, tất cả mọi người đều rơi xuống. Nhưng cũng không rơi quá sâu, khoảng hơn 10 mét là dừng lại. Bên dưới bốc lên một mùi rất kỳ quái. Bên trên mặt đất đều là các loại dây leo rắc rối khó gỡ. Điều quỷ dị nhất chính là điểm cuối của mỗi sợi dây leo đều được kết nối với một cái đầu lâu. Tô Bối Bối cau mày, nơi này buồn nôn thật. Xem ra, đây chính là diện mạo thật sự của bá tước quỷ hút máu. Isabella cố nén cảm giác buồn nôn, phủi phủi tay. Chung quanh đột nhiên sáng lên ánh đèn, là đèn pha mà thành viên ám ảnh đoàn mang theo. Tất cả mọi người cẩn thận, đống dây leo này nhất định không đơn giản, giống như có dị động, chúng ta trực tiếp dùng lửa đốt chúng đi. Cũng may đống dây leo kia chỉ giãy giụa một cách yếu ớt, cũng chưa từng xuất hiện dị động quá lớn. Ồ, kết thúc rồi. Ánh mắt Isabella rơi vào cách đó không xa, chỗ đó có một cây đại thụ cao mấy chục mét. Trên người đại thụ chất đống vô số thi thể,
chỉ có cái đầu mọc ở chỗ cao nhất là vẫn duy trì ánh sáng và khí sắc của người sống, không khác gì quái thụ. Đám phàm phu tục tử các ngươi cũng dám chống lại mệnh lệnh của bổn bá tước, còn tự tiện xông vào cấm địa, người nào cũng phải chết. Cái đầu kia bỗng nhiên vô cùng kích động, nếu đã như thế, các ngươi hãy biến thành thức ăn cho ta đi. Isabella soi đèn trong tay đến, hài hước hỏi, ngươi chính là bá tước cuồng hoan. Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể đến, mau cút ra ngoài. Cái đầu kia không quen bị người ta vây xem, tức giận quát lớn, mau trở về hải đảo tiếp tục chơi trò chơi do bổn bá tước thiết lập cho các ngươi. Bên thắng sẽ nhận được phần thưởng. Kẻ thất bại có phải sẽ giống như thế này, trở thành chất dinh dưỡng nuôi ngươi. Isabella chỉ vào những thi thể quấn chung quanh đại thụ, khó trách hàng năm đảo cuồng hoan đều có không ít người mất tích, thì ra là bị bắt đến đây, trở thành công cụ cung cấp máu cho ngươi. Tổ bối bối cũng hiểu ra, lạnh giọng nói, cái gọi là trò chơi cũng chỉ là giải thích ngoài mặt cho sự mất tích của người khác mà thôi. Nhưng nhiều người mất tích như thế mà không có ai đến điều tra, đúng là kỳ quái. Khả năng không phải là không có người đến điều tra. Isabella ngược lại hiểu được điểm mấu chốt trong đó, mà là tài phú động nhân tâm. Bá tước cuồng hoan muốn không phải là tiền mà là người, cho nên chỉ cần ném tiền ra ngoài, tự nhiên sẽ có người che giấu thay ông ta, thậm chí còn trợ giúp ngược lại. Tổ bối bối nhìn xung quanh, cảm thấy tê cả da đầu, rốt cuộc đã hại bao nhiêu người rồi chứ? Quả thật là địa ngục nhân gian. Cứu, cứu mạng. Lúc này, bên trên đại thụ truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt. Im ngay, bá tước cuồng hoan biến sắc, lập tức quát lớn, các ngươi đã thành một phần cơ thể của bổn bá tước, mọi người cùng nhau hướng đến vĩnh sinh có cái gì không tốt, tại sao ngươi còn muốn cầu cứu? Isabella tinh mắt, lập tức nhận ra dị dạng, nàng nói với Hạ Thiên, chồng, khả năng phải cần chàng ra tay rồi. Đằng sau đống khô lâu kia hẳn còn có người còn sống. Không thành vấn đề, Hạ Thiên gật đầu, ta nhìn tên ngu ngốc này cũng cảm thấy buồn nôn. Các ngươi không được làm loạn, bá tước cuồng hoan nổi giận, trịnh trọng cảnh cáo, đảo cuồng hoan và bổn bá tước hòa cùng một thể. Nếu các ngươi làm loạn, tất cả mọi người đều phải chìm trong đại dương mênh mông. Isabella chặt đứt một sợi dây leo máu gần đó, lạnh lùng nói, ha ha, bớt làm bộ đi, các ngươi hoàn toàn không cùng một thể. Chỉ cần tháo rời ngươi ra, những hòn đảo chung quanh sẽ khôi phục tự do. Ngoại trừ ngươi, không còn ai chết nữa. Làm càn, bá tước cuồng hoan gấp lên, lập tức khu động tất cả dây leo máu trong lòng đất phát động công kích với đám người Hạ Thiên. Yên tĩnh một chút cho ta đi. Hạ Thiên không kiên nhẫn, một quyền đánh ra. Bành! Một trọng quyền đánh vào rễ cây đại thụ. Rất nhiều đầu lâu bị chấn động văng khắp xung quanh. Dây leo máu cũng không tự chủ được phát ra tiếng kêu thê thảm. Không! Lúc này, bá tước cuồng hoan không thể ra sức, chỉ có thể lớn tiếng gào thét. Dừng tay, chúng ta có thể giao dịch với nhau. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, bổn bá tước có thể tặng toàn bộ tài phú góp nhặt mấy trăm năm qua cho các ngươi. Giết ngươi rồi, thứ gì trên đảo này còn không phải của chúng ta sao? Isabella trào phúng, hoàn toàn không cần sự đồng ý của các ngươi. Bá tước cuồng hoan bắt đầu cuồng loạn lên, tại sao các ngươi lại làm như vậy? Hợp tác với bổn bá tước, cả hai cùng có lợi không phải tốt hơn sao? Chẳng ai hứng thú nói chuyện hợp tác với một con quái vật cả. Tổ bối bối lạnh lùng nói, loại quái vật như ngươi nên tiêu diệt càng sớm càng tốt, tránh cho nhiều người vô tội chết trong tay của ngươi. Vô tội, bá tước cuồng hoan nghe xong, nhịn không được cười nhạo, đến đảo cuồng hoan này nào có người vô tội. Hoặc là những kẻ cõi lòng đầy tham niệm, những kẻ liều mạng mưu toan một đêm giàu lên hoặc những đám phú hào xem mạng người như cỏ rác. Dùng nhân mạng làm niềm vui, còn có đám lái buôn sát thủ muốn từ đó mưu lợi. Ngươi lại nói cái gì là vô tội với bổn bá tước, đúng là buồn cười. Bọn họ trở thành thức ăn cho ta, chỉ cần ta trường sinh bất tử, bọn họ cũng có thể hưởng thụ trường sinh theo. Đánh giám, tổ bối bối lạnh giọng phản bác, những người đó có lẽ tham lam, có lẽ biến thái, có lẽ không đáng đồng tình, nhưng mạng của bọn họ không phải ngươi nói lấy là lấy. Ngươi muốn làm thần. Muốn trường sinh bất tử, vậy tự ngươi làm đi, dựa vào đâu lại lấy mạng của bọn họ làm bàn đạp. Bá tước cuồng hoan hoàn toàn không thèm ngó tới lời nói của tô bối bối, trường sinh bất tử đương nhiên phải bỏ ra cái giá lớn rồi. Chết một số người cũng là chuyện rất bình thường. Bối nha đầu,
nàng cần chi phải nói đạo lý với một tên ngu ngốc chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, lười biếng nói, ngu ngốc sẽ nghe không hiểu tiếng người đâu, cứ trực tiếp tiễn ông ta về Tây Thiên là được. Bá Tước Cuồng Hoan lạnh lùng phản bác, nói một hồi, các ngươi còn không phải coi thường sinh mệnh người khác sao, các ngươi có tư cách gì nói ta? Nói ngươi thì nói ngươi, không cần tư cách. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Bá Tước Cuồng Hoan, đúng rồi, bây giờ ta muốn coi thường sinh mệnh của ngươi đó, ngươi có ý kiến gì không? Bá Tước Cuồng Hoan trong nháy mắt lập tức im lặng. Không cần nhiều lời với ông ta. Lúc này, Isabella đã cứu người sống bị nhốt trong đại thụ ra, thuận miệng nói với Hạ Thiên, cứ giết chết ông ta là được. Trước đó không lâu, Isabella đến gần đại thụ, dọn mấy thi thể và dây leo cản đường, sau đó cùng với thành viên ám ảnh đoàn đánh ra một cái khe. Xuyên qua cái khe, nàng nhìn thấy ít nhất có mười mấy thiếu nữ trẻ tuổi bị nhốt bên trong. Những thiếu nữ này đều bị dây leo tinh mịn cuốn quanh, thậm chí có một số dây leo đâm vào mạch máu của các nàng, hút lấy máu của bọn họ. Mau cứu chúng ta với. Một thiếu nữ trong đó chính là em họ của Hứa Kiều Na, Hứa Tiểu Quân. Nàng vẫn duy trì được sự tỉnh táo, thỉnh thoảng còn khích lệ một số người đã mất tinh thần, cũng may rốt cuộc bọn họ đã chờ được người đến cứu. Mọi người từng bước đi tới, đừng lo lắng, cũng đừng khẩn trương. Isabella nhảy vào bên trong khe hở, dùng lửa đốt lấy những đoạn dây leo, sau đó giải cứu từng thiếu nữ ra ngoài. Người của ám ảnh đoàn cũng gia nhập cứu viện, rất nhanh đã giải cứu toàn bộ thiếu nữ ra. Tuy nhiên, Isabella nhìn ra được bên dưới chỗ của những thiếu nữ này dường như còn có người, chỉ là muốn cứu, nhất định phải chặt đứt đại thụ, mà trước đó là phải xử lý tên bá tước cuồng hoan đang khống chế cây đại thụ. Được. Vậy để ta tiễn ông ta về Tây Thiên. Hạ Thiên gật đầu. Muốn giết ta, không dễ đâu. Bá Tước Cuồng Hoan cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn, lập tức rơi vào cuồng bạo, toàn bộ cây đại thụ đung đưa kịch liệt, cơ thể cao lớn đập xuống đám người Hạ Thiên. Nhưng chiêu thức này vô hiệu với Hạ Thiên. Ta bảo ngươi đi chết thì ngươi ngoan ngoãn đi chết đi, cứ nhất định làm ra mấy hành động phản kháng không có tác dụng. Hạ Thiên lắc đầu, một quyền đánh tới. Bành! Một tiếng vang vang lên, đại thụ trong nháy mắt đã bị đánh thành một cái lỗ thật lớn. Bá Tước Cuồng Hoan phát ra tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng quát, đã như vậy, mọi người đồng quy vu tận thôi. Bỗng dưng, cây đại thụ co lại, tiếp theo bắt đầu nứt ra, nước biển lập tức thấm vào. Ngươi cho rằng như vậy sẽ có tác dụng, Hạ Thiên nhếch miệng, lấy ra định hải thần châm, sử dụng châm ngoại châm, định cho ta. Cây kim hướng đến chỗ nào? Linh khí dâng trào chỗ đó. Từng bức tường khí vô hình lấy Hạ Thiên làm trung tâm, chậm rãi đẩy ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, những khe nứt đã bị ngăn lại. Không thể nào, trong mắt Bá Tước Cuồng Hoan như muốn lồi ra, tại sao người có thể tranh phong với thiên địa? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ sức mạnh pháp tắc, điều này lại càng không thể nào. Ta không biết ngươi đang nói cái gì nữa. Hạ Thiên lười nói nhảm, lách mình tiến lên. Cách không bóp lấy cuống họng của Bá Tước Cuồng Hoan, đi chết đi. Bá Tước Cuồng Hoan cảm nhận được tử vong đang đến gần, nhưng vẫn cố giãy giụa như cũ, ta biết được một bí mật thiên đại, chỉ cần ngươi giữ lại một mạng cho ta, ta có thể nói, a. À. Nói cái đầu của ngươi đấy, ta không hứng thú nghe bí mật gì cả. Hạ Thiên trực tiếp bóp nát đầu Bá Tước Cuồng Hoan. Một giây sau, đại thụ dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô héo lại, cuối cùng biến thành một vũng máu. Người bị cây đại thụ khống chế cũng thoát khỏi sự khống chế, thu được cuộc sống mới. Tất cả dị tượng trong lòng đất tan thành mây khói. Isabella phân công thành viên ám ảnh đoàn đi trấn an những người vừa được cứu, thuận tiện thống kê thân phận của những người này. Hứa Kiều Na tìm được em họ Hứa Tiểu Quân, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút, cũng không cầu mong chuyện gì khác. Đó là thứ gì vậy? Tổ bối bối nhìn thấy đại thụ quái dị bị tiêu hóa. Chỉ còn một điểm sáng lơ lửng trên không trung, như ẩn như hiện. Hạ Thiên cũng nhìn thấy điểm sáng, hơi cau mày, bối nha đầu, vật kia có chút vấn đề, nàng đừng đụng lung tung. Ta không có ý định đụng vào nó, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Tổ bối bối thuận miệng trả lời, rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Để ta xem một chút, Hạ Thiên tiện tay điểm một cái, chỉ thấy điểm sáng kia bay vào lòng bàn tay của hắn. Điểm sáng này rất nhỏ. Giống như một hạt tro bụi, sau khi rơi vào lòng bàn tay Hạ Thiên, lập tức giống như bông tuyết hòa tan,
sao? Hạ Thiên cau mày, vận băng hỏa linh khí bên trong cơ thể, trong nháy mắt ép vật nhỏ này ra khỏi cơ thể, ngươi còn muốn tiến vào cơ thể của ta, ngươi muốn chết đúng không? Điểm sáng kia run lên nhẹ nhẹ, dường như muốn chạy trốn, chỉ một cái đã bay vài trăm mét có hơn. Ngươi trốn được sao? Hạ Thiên cũng cảm thấy hứng thú, thân hình như quỷ mị bay theo. Thời gian sau đó, một điểm sáng, một bóng người nhanh chóng bay lượn, ngươi trốn ta truy, ngươi nhanh ta càng nhanh. Hắn đang làm gì thế? Isabella khó hiểu hỏi Tô Bối Bối. Tô Bối Bối cũng không rõ lắm, chỉ đáp khả năng là đang chơi trốn tìm. Với ai? Isabella hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tô Bối Bối nhún vai, lập tức nói, khả năng là chơi với một vòng sáng. Isabella nhìn Hạ Thiên chơi đến hứng khởi, không khỏi lắc đầu, đúng là như con nít. Tính cách của hắn vốn giống con nít mà. Tô Bối Bối vô cùng tán đồng, chỉ là sức mạnh bên trong cơ thể của hắn quá mức biến thái. Isabella mỉm cười, có lẽ chỉ có tính cách đó mới có thể khống chế được sức mạnh kia. Đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm nghĩ đến việc thống trị thế giới hoặc phá hủy trái đất rồi. Một lát sau, Hạ Thiên rốt cuộc ngừng lại, quay về bên cạnh Tô Bối Bối và Isabella. Chàng chơi chán rồi à? Isabella cười hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, mở bàn tay nói với Isabella và Tô Bối Bối, hai nàng nhìn xem đây là vật gì. Isabella đưa mắt nhìn lại, thấy trong lòng bàn tay Hạ Thiên xuất hiện một viên pha lê nhỏ màu trắng. Viên pha lê này ước tính có kích thước bằng một bông tuyết, nhưng hình dạng của nó luôn thay đổi, thỉnh thoảng còn có tia sáng lấp lánh. Nó nằm trong cơ thể bá tước cuồng hoan sao? Isabella hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, sức mạnh này còn lớn hơn cả bá tước cuồng hoan, hẳn là sau khi ông ta có được nó mới biến thành bộ dạng quỷ quái như vậy. Đây không phải mảnh vỡ ngọc tứ hồn sao? Tô Bối Bối nhớ đến một câu chuyện anime, mỉm cười trêu chọc. Mảnh vỡ cái gì? Hạ Thiên gần như xưa nay không đọc anime, khó hiểu hỏi. Tô Bối Bối giải thích, đó là bối cảnh trong anime, hình như sau khi người thường bị gieo vào loại mảnh vỡ này sẽ trở thành quái vật to lớn hay sao đó. Ồ, Hạ Thiên nghe xong cũng không có bao nhiêu phản ứng. Isabella nhắc nhở, vật này hẳn không bình thường, hình như có phóng xạ, trước tiên cất kỹ đi, sau đó tìm người hiểu rõ để nghiên cứu một chút. Đưa vật kia cho ta đi, một giọng nói ôn nhu nhưng lạnh lẽo vang lên. Hạ Thiên cau mày, hắn nhớ rõ âm thanh này, hình như là của cung chủ Thiên Cung. Trước kia ở Giang Hải, âm thanh của nàng ta đã từng xuất hiện. Ai, bản năng sát thủ của Isabella lập tức bừng tỉnh, cảnh giác cả người lên tới đỉnh điểm, lạnh lùng nhìn chung quanh, chỉ cần có chút dị dạng, nàng sẽ phát động một kích toàn lực. Tô Bối Bối cảm thấy dường như đã nghe qua âm thanh này ở đâu rồi, chỉ là nghĩ mãi cũng không có đầu mối. Đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Âm thanh ôn nhu một lần nữa vang lên, Hạ Thiên, ngươi hẳn còn nhớ ta là ai chứ? Hạ Thiên khó chịu đáp, ngươi chính là cung chủ Thiên Cung. Ngươi nhớ được là tốt, cung chủ Thiên Cung cười nói, vật vừa rồi mà ngươi bắt được có thể cho ta không? Ngươi nói cái này. Hạ Thiên đưa ra viên pha lê màu trắng. Đúng, cung chủ Thiên Cung nói, đối với ngươi mà nói, tiếp xúc vật này vẫn còn quá sớm, không có ích lợi gì cho ngươi cũng như nữ nhân của ngươi. Ngươi nên giao cho ta giữ trước đi. Tô Bối Bối nhịn không được liền hỏi, ngươi có biết là vật gì không? Đương nhiên biết, cung chủ Thiên Cung cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, vật này chính là mảnh vỡ ý chí trái đất, còn gọi là kết tinh pháp tắc, bắt nguồn từ ý chí trái đất. Chỉ có sinh linh sống ít nhất ngàn năm trên trái đất, mới có một phần vạn xác suất ngưng kết bên trong cơ thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.